Rồi, cô nhắc lại thì là hôm nay cô chia sẻ với các bạn một cái nội dung về cái học phần, cả một cái học phần hóa sinh y học thì các bạn như là có bốn bài đúng không ạ? Bốn bài, bác sĩ Thịnh dạy hai bài của, à không, cô xin lỗi, hình như cũng thầy Hoài 6 bài, sau đó cô thì chỉ dạy các bạn một bài thôi. Là cái bài quá trình thoái hóa nội tiết trong cơ thể và các xét nghiệm liên quan tới những cái sản phẩm chuyển hóa này. Thì về tài liệu tham khảo đó các bạn, nó sẽ có cái thứ nhất là do mình là cái đối tượng là cử nhân điều dưỡng cho nên cô cũng không có yêu cầu các bạn học sâu quá về những cái quá trình chuyển hóa, những cái phản ứng, những cái phương trình hóa học thì nó quá là sâu đi, thì bên khi đó người ta nó phụ thuộc tùy theo cái đối tượng á, mà mình cũng không có sử dụng để sau này mình thực hành nhiều ở trên trên lâm sàng, cho nên là xác định là cái bài giảng của cô thì các bạn bám theo cái bài giảng mà bài để thi, vì bốn năm sáu bài gì đó của cái học phần này thì cô đánh giá là khó khó chứ không dễ đâu các bạn, cho nên là cái cách học bài á thì là các bạn sẽ học cái bài giảng của cô, bám vào mục tiêu học cho sát vào để thi. Rồi bên cạnh đó các bạn có thể tham khảo một số cái tài liệu, mà đầu tiên á là cái tài liệu mà dành cho sinh viên cử nhân điều dưỡng là cái tài liệu số 1 thì các bạn thấy đó. Thì là bán ở ngoài thư quán thì bạn các bạn có thể mua cái cuốn này, là nó rút gọn và viết để dành chuyên cho cái đối cho đối tượng cử nhân điều dưỡng phù hợp với mình. Còn có những cái hóa bài, có những cuốn sách về hóa sinh y học đó các bạn. Ví dụ như cuốn sách số 2 của thầy Lê Xuân Trường. Đó, hoặc là cuốn sách tài liệu thứ 3 là của thầy Nguyễn Nghiêm Luật, hoặc là có thể có những cái hóa sinh y học của thầy Lâm Vĩnh Niên ở bên trường Đại học Y Dược chẳng hạn, vân, thì cái đó là nó rất là sâu về cái hóa sinh y học này, nhiều khi dành giảng dạy cho đối tượng y thì các bạn mua thì tham khảo thôi, chứ còn học trong đó thì nó rộng lắm. Rồi thì các bạn cũng có thể tham khảo thêm hai cái tài liệu dưới là tài liệu nước ngoài ha, nếu như các bạn nào có giỏi nước giỏi giỏi tiếng Anh á, thì mình cũng có thể đọc thêm cái tài liệu nước ngoài, có thể cái cách viết người ta có những cái mà nó cũng có thể là nó khác với những cái tài liệu tiếng Việt nữa, cho nên các bạn sẽ làm phong phú hơn cái sự tiếp cận của mình đối với những cái tài liệu tham khảo. Rồi, thì như cô nói ha, để học để chúng ta thi đánh trắc nghiệm là cái phần thi cuối môn á sẽ được đánh giá qua những cái bài thi trắc nghiệm như những cái năm vừa rồi như dịch bệnh đó các bạn, thì những cái môn này nè là cho thi thi trực tuyến, thì thầy cô không có cho ra đề trắc nghiệm, mà là cô cho mấy thầy cô phụ trách cái phần học phần này á, cho thầy thi viết. Thầy thi viết có những câu hỏi ôn tập về đề thi viết, thì khi đó các bạn phải soạn bài. Đó, soạn theo những câu hỏi ôn tập rồi các bạn học và mình viết và làm bài. Nhưng mà đợt này thì mọi thứ nó trở lại bình thường rồi, thì có lẽ là chúng ta sẽ thi kết thúc cái học phần này bằng cách là thi câu hỏi trắc nghiệm. Vì thế cho nên là để mà có thể mà vượt qua cái kỳ thi một cách mà nhẹ nhàng thì các bạn bám vào mục tiêu của bài giảng của giảng viên ha. Đây thì ấy hơn, nên nó sẽ sát hơn. Rồi, thì với cái bài ngày hôm nay thì các bạn sẽ có 6 cái mục tiêu như trên slide các bạn thấy đó. Thứ nhất là các bạn sau khi học cái bài này thì các bạn hiểu được như vậy trong cơ thể mình cái quá diễn ra cái quá trình thoái hóa protein nhằm mục đích gì, chúng ta phải nắm được cái mục đích đó. Rồi, sau khi biết được hiểu được cái mục đích của quá trình thoái hóa protein trong cơ thể rồi thì chúng ta phải hiểu được, tiếp hiểu và chúng ta trình bày được vai trò của những cái acid amin. Acid amin là những cái đơn vị đại diện cho nhóm chất protein các bạn, những cái đơn vị nhỏ nhất đại diện cho nhóm chất protein đó. Thì vai trò của anh này đối với cơ thể chúng ta, mà cụ thể đó là trong cái vấn đề sử dụng năng lượng đó, anh chuyển hóa qua lại như thế nào, anh tạo ra được cái gì đó. Anh đóng góp và anh cung cấp năng lượng bao nhiêu cho cơ thể mình và bằng cách nào đó, cách nào, thì chúng ta sẽ đi vào những cái nội dung cụ thể tiếp tục. Rồi, và cái cô đánh giá là cái quan trọng là các bạn phải nắm được cái cơ chế gây tăng NH3 trong máu trong cái quá trình thoái hóa nhóm chất protein thì nó sẽ tạo ra những cái sản phẩm độc cho cơ thể. Thì như vậy NH3 là một cái chất độc mà cái quá trình thoái hóa protein nó mang lại.
Thế là nên cơ thể chúng ta sẽ có những cái cơ chế để đào thải cái chất độc này ra ra khỏi cơ thể mình. Thì các bạn phải nắm được cái gọi là cái quá trình đào thải NH3 này thông qua những cái phản ứng nào, những cái chương trình gì. Thì một tí nữa chúng ta sẽ đi vào cụ thể ha. Rồi, sau đó thì các bạn nắm được những cái vấn đề chính, gọi là những vấn đề trọng tâm mà trong cuộc sống đó, chúng ta cũng phải biết. À, chứ cũng không phải là ví dụ như chúng ta phải hiểu đây là những cái kiến thức cơ bản thôi. Sự thoái hóa ruột tiết là gì? Trong cuộc sống mình có những cái nhóm chất protein, lipid, glucid đúng không ạ? Thì chúng ta ăn vào hàng ngày đó, thì cơ thể chúng ta sử dụng nó như thế nào, phải trải qua giai đoạn gì. Thì đó, hôm nay là một trong những cái mô tả quá trình đó, là sự ăn protein vào và thoái hóa, thoái giãn ruột tiết lên làm sao, mục đích nó để làm gì. Đây là những kiến thức mà cô đánh giá nó là cơ bản. À, người nào cũng nên biết cái phần hơn chứ không hẳn là những cái nhân viên y tế không đâu các bạn. Rồi, kể tên được những cái nhóm protein chính trong cơ thể. Sau đó các bạn đi qua một cái phần, có lẽ là các bạn kể tên, các bạn liệt kê được và phân tích được một phân tích ở cái mức độ cũng là cơ bản thôi các bạn, không có chuyên sâu ha. Cũng nhắc lại, nếu như là đối tượng là cử nhân xét nghiệm á, thì có thể là các bạn học sâu về các xét nghiệm, sâu về các xét nghiệm. Nhưng mà mình là đối tượng điều dưỡng cho nên là cô chỉ dừng lại ở cái yêu cầu là các bạn kể tên, nghĩa là khi nói về cái xét nghiệm nào mà để đánh giá cái lượng protein hay là đánh giá cái sự chuyển hóa protein trong cơ thể mình, thì các bạn phải biết đó là những cái xét nghiệm ABCD gì đó. Hoặc thậm chí là người ta không có kêu mình liệt kê mà người ta nói bất chợt một cái xét nghiệm đó, thì các bạn phải hiểu đó là một cái chất được sinh ra từ cái quá trình thoái hóa protein, được chuyển hóa từ quá trình thoái hóa protein tạo thành, và chúng ta tiến hành, chúng ta làm xét nghiệm. Chúng ta ít nhất thì chúng ta cũng phải hiểu được như vậy, và chúng ta biết là trong những trường hợp nào nó thay đổi, cái thông số nó được thay đổi ra làm sao, thì các bạn phải nắm được những cái cơ bản ở cái mức độ cơ bản. Còn như cô chia sẻ, nếu như các bạn có những cái nhu cầu cao hơn thì các bạn có thể đọc trong tài liệu tham khảo giúp giùm cô. Rồi, đó là sáu cái mục tiêu mà cái bài giảng ngày hôm nay yêu cầu các bạn phải nắm được. Các bạn có câu hỏi gì không ạ? À, lớp trưởng ơi, cho cô hỏi là như cái lần trước các bạn đã học với ai rồi nhỉ? Mới học với lại cô Mai Thảo hay thầy Hoài gì chưa? Thầy Thịnh gì chưa? Dạ, em học thầy cô thầy Thịnh với cô Thảo á cô. À, thầy Thịnh với cô Thảo điểm danh chưa ạ? Điểm danh ra làm sao ạ? Dạ, thầy Thịnh với cô Thảo là kêu tụi em là tới cuối cái buổi học gửi cái danh sách điểm danh thôi ạ cô. Thì lớp mình đông quá đúng không? Cuối buổi học gửi danh sách điểm danh chứ không có kêu trực tiếp à? Dạ đúng rồi cô. Như vậy thì sao? Các bạn thấy có, nếu mà cái cách điểm danh đó các bạn có hài lòng không? Tại vì như vậy, thật ra các bạn cũng đã, chắc là có lẽ các bạn cũng đã được nghe cô Mai Thảo chia sẻ về cái vấn đề điểm điểm học phần đúng không ạ? Là chúng ta sẽ có hai cái điểm bài tập thường xuyên, hay gọi là bài tập giữa kỳ á, thường xuyên một, thường xuyên hai, nó trải dài trong những cái nội dung mà thầy cô giảng bài bằng những cái hình thức gì đó vân vân, có thể là câu hỏi ngắn hoặc là có thể đó là cái tình huống lâm sàng vân vân, thì nó cũng dễ thôi, nó đơn giản thôi. Rồi sau đó chúng ta cộng với lại cái điểm chuyên cần ha. Rồi chúng ta có được những cái đấy, ba điểm, ba cột điểm đó, chúng ta có cái điểm thi cuối môn. Chúng ta sẽ có bốn cột điểm đó và lấy trung bình lại để chúng ta có được, không phải là trung bình nha cô xin lỗi, là nó có những cái tỷ trọng riêng của nó. Rồi cuối cùng chúng ta sẽ đếm lại là bốn cái cột điểm đó sẽ tạo thành được một cái cột điểm của môn. Thì cho nên cái vấn đề mà chuyên cần nó cũng là một cái vấn đề quan trọng giúp mình rất là nhiều. Thì tùy các bạn thôi, mà chúng ta lớn hết cả rồi. Các bạn thấy cái cách điểm danh đó có các bạn có hài lòng không? Tránh cái chuyện mà sau này rồi có bạn đi học, bạn không đi học, rồi cô không có kêu được tên từng bạn á, thì khi đó lại có tranh chấp này kia thì cô không thích. Rồi bây giờ các bạn sao ạ? Cô cho cô xin ý kiến đi. Đại diện ban cán sự lớp cũng được.
Tại vì ban cán sự lớp bây giờ alo, lớp mình còn nghe cô nói không? Sao à, ban cán sự lớp ha, cô mời lớp trưởng, lớp phó hay lớp gì cũng được, có thể các bạn hội Dạ, ý em nhau chào sao? Ừ. Ý là bây giờ cái cách điểm danh như vậy, cuối giờ gửi cái danh sách điểm danh thì các bạn có vừa lòng với cách điểm danh đó không, có đảm bảo công bằng với các bạn không, hay là các bạn muốn là cô phải gọi tên từng bạn là cuối giờ, là gọi tên từng bạn Dạ. hay như thế nào, giữa giờ? Dạ thôi, hay là mình gửi danh sách cuối giờ được không cô? Thì cái này là vì cái cuộc họp của chúng ta ngày hôm nay đang học đều có ghi âm trở lại, thì nếu như các bạn đồng ý hết thì các bạn giơ tay đi, làm một cái biểu quyết đi các bạn, tại vì nhiều khi có những bạn không học ấy rồi cũng được điểm danh đủ. Dạ em cũng có hỏi ý kiến của mấy bạn ở trong lớp lớp rồi đó cô, nên là em nghĩ là mình nên điểm danh cuối giờ đó cô. Nên điểm danh cuối giờ, như vậy là ban cán sự lớp hoàn toàn chịu trách nhiệm đúng không? Dạ đúng rồi cô. Thẳng thắn ha, không có bao che rồi kiện tụng không hay nha các bạn. Rồi, được chưa ạ? Rồi vậy đi ha, mình lớn rồi, mình học cho mình mà nha. Chứ không có phải điểm danh như con nít rồi. Rồi, cảm ơn cả lớp ha. Thì cô nhìn thấy cái màn hình đây thì các bạn cũng cũng gần như là đồng ý. Các bạn gần như là đồng ý với cái kiểu điểm danh như vậy rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đi vào cái nội dung chính của bài. Thì các bạn sẽ trải qua hai cái phần của buổi ngày hôm nay, đó là khóa đầu tiên thì mình sẽ đi về cái quá trình thoái hóa protein. Đó như cô chia sẻ ha, là các bạn sẽ đi vào cái quá trình thoái hóa protein. Và sau đó là cái phần số 2 là các bạn sẽ đi vào các xét nghiệm liên quan. Đó, khi mà mình làm một cái một tí đi, tí vô phần số 2 giải lao xong chúng ta sẽ vào cái phần số 2. Chúng ta học cái này, chúng ta sẽ hiểu là như vậy trên lâm sàng với cái vị trí công việc là cái người điều dưỡng thì các bạn sẽ gặp những cái xét nghiệm nào mà nó có liên quan tới cái sự chuyển hóa protein này, và chúng ta đọc cái cách đọc kết quả ra làm sao, cái sử dụng trên ứng dụng trên lâm sàng như thế nào. Rồi. Bây giờ chúng ta vào phần số 1 thì nó sẽ có cái quá trình thoái hóa protein nè. Chúng ta sẽ đi vào đầu tiên là tổng quan, phần tổng quan đi vào quá trình tiêu hóa, ăn protein và ăn đạm vào đó, thì chúng ta trong cơ thể mình nó xảy ra cái sự tiêu hóa thế nào và hấp thu ra làm sao. Quá trình thoái hóa nhóm alpha amin đó, thì khi cái quá trình thoái hóa xảy ra đó các bạn, thì nó sẽ xảy ra lần lượt theo cái thứ tự, đầu tiên là thoái hóa nhóm alpha amin trước, sau đó là thoái hóa cái nhóm carboxin, và tiếp tục là thoái hóa tới cái khung hydrocarbon, có nghĩa là nó sẽ xảy ra từ những cái trình tự nhất định như vậy ha. Thì từ từ chúng ta sẽ đi vào từng cái nội dung một. Cô nói lại ha, cô đánh giá là khó chứ không dễ nha các bạn, nên chúng ta cố gắng chúng ta nghe giảng xong rồi trong quá trình cô giảng cô cứ nói đi nói lại cái nội dung đó, có nghĩa là nội dung đó sẽ cho ra thi vì cô đánh giá là nó quan trọng và nó ứng dụng được trong cuộc sống đó. Hoặc là như cái phần số 2 thì cái gì mà có thể ứng dụng được trên cái tay nghề cho các bạn sau này, cái thực hành lâm sàng sau này, thì cô sẽ nhắc đi nhắc lại. Rồi thì để các bạn cũng đã học với thầy Thịnh với cô Thảo rồi, thì chắc là các bạn cũng đã được nhắc giới thiệu đến cái quá trình thoái hóa các nhóm chất ở trong cơ thể của mình rồi đúng không ạ? Thì các bạn có tài liệu á, thì các bạn cũng có thể tham khảo ha, tham khảo cùng với lúc mà cô giảng thì các bạn cũng có thể các bạn mở tài liệu ra tham khảo, mà cái tài liệu như cô nói đó là cái tài liệu dành cho cử nhân điều dưỡng nha. Thì các bạn thấy là trong cái cuộc sống của chúng ta đó, trong cái đời sống hàng ngày trong cơ thể chúng ta, thì trong cơ thể người và động vật nói chung đi, thì cái quá trình thoái hóa những cái nhóm chất mà chúng ta ăn vào trong cuộc sống chúng ta trong tự nhiên ấy, thì nó ý là cái gì, đó là một chuỗi những cái hoạt động về hóa sinh các bạn, mình đang học hóa sinh nha. Nó mô tả một cái chuỗi hoạt động hóa sinh mà nó xảy ra liên tục ở bên trong cơ thể mình.
Và đương nhiên là nó sẽ trải qua ở cái bộ máy tiêu hóa trước. Tất cả những cái cơ quan mà tham gia vào những cái quá trình tiêu hóa, bao gồm đó là những cái cơ quan tham gia vào quá trình tiêu hóa hấp thu, rồi bao gồm những cái có những cái enzyme mà nó tham gia vào những cái quá trình tiêu hóa này, và một số những yếu tố khác nữa đó. Nhằm mục đích gì? Cái quá trình tiêu hóa và xảy ra một loạt chuỗi những cái phản ứng sinh học như vậy thì nhằm mục đích gì? Nhằm mục đích tạo ra năng lượng cho cơ thể hoạt động đó. Và đương nhiên rồi, ngoài cái chuyện mà cung cấp năng lượng cho cơ thể chúng ta, trong cái quá trình thoái hóa này nó sẽ cho ra một số cái chất, cái nguyên liệu, gọi là cái nguyên liệu để cho chúng ta dùng cái nguyên liệu đó để sinh tổng hợp ra một chất khác, hay gọi là tái tạo ra những cái hợp chất đó một cái dạng mới hơn đó, giúp cho cơ thể chúng ta hoạt động, tồn tại và phát triển ha, theo thời gian. Rồi thì các bạn thấy là thường á, khi mà học tới cái phần thoái hóa, phần chuyển hóa này, thì các bạn thấy người ta cứ hay nhắc tới những cái cụm từ giống như là ngoại sinh và nội sinh. Có nghĩa là bất kỳ một cái quá trình thoái hóa nào trong cơ thể của chúng ta thì nó sẽ cho ra cái nguồn nguyên liệu. Một cái nguồn nguyên liệu đó thì bao gồm là có hai nguồn gốc. Thứ nhất là ngoại sinh, là do các bạn ăn thức ăn từ bên ngoài vào, cơ thể lấy từ bên ngoài vào, và thông qua đó là sự tiêu hóa và hấp thu thì nó mới cung cấp ra cái nguồn nguyên liệu, gọi là nguồn nguyên liệu ngoại sinh. Rồi, và cái nguồn nguyên liệu thứ hai mà cơ thể chúng ta có thể dùng để sinh tổng hợp chất mới để tồn tại và phát triển như hồi nãy cô nói đó, là cái nguồn gọi là nguồn nội sinh. Thì nguồn nội sinh như vậy thì là do cơ thể của chúng ta đã qua trải qua quá trình tháo hóa mà tạo thành. Như vậy nói chung một cái quá trình thoái hóa, mà khi các bạn nghe nhắc tới quá trình thoái hóa của một hợp chất là nó sẽ bao gồm sự tiêu hóa, hồi nãy mình có nói đó, sự tiêu hóa. Rồi, đầu tiên tiêu hóa trước, phân cắt những cái nhóm chất đó thành những cái phân tử nhỏ hơn để cái sự tiêu hóa nó diễn ra được hiệu quả trước. Rồi, thông qua những cái hoạt động về tiêu hóa thì các bạn biết rồi ha, phân cắt rồi co bóp, cắt nhỏ những cái phân tử đó ra, gọi là những cái quá trình cơ học. Rồi sau đó những phản ứng hóa học xảy ra tiếp thì gọi là hóa học, và những cái tham gia có sự tham gia những một số cái enzyme tiêu hóa nhất định để mục đích là tạo ra những cái đơn phân. Rồi sau đó đưa cái đơn phân nhỏ đó tiếp tục được tiêu hóa, ở đa phần là xảy ra ở tế bào ruột ha, rồi để hấp thu vào trong máu. Rồi sau khi mà những cái đơn phân đó được đưa vào trong máu thì sẽ được vận chuyển theo dòng máu, hoặc nói nôm na đó là những cái nguyên phân, đơn phân đó được vận chuyển đến các tế bào có nhu cầu, và sẽ được những cái tế bào thâu nhận. Tế bào nào có nhu cầu thì tế bào đó thâu nhận, và bên trong đó, khi đó ở bên trong tế bào thì nó sẽ xảy ra những cái quá trình thoái hóa để tạo năng lượng. Thì tùy theo cái mục đích và cái nhu cầu thực tế của cơ thể mà cái quá trình nó sẽ xảy ra, nó sẽ cân bằng cùng với nhau. Rồi, là mình nhắc sơ sơ lại một cái quá trình thoái hóa của một những cái nhóm chất ở cơ thể người và động vật nói chung, để cho bạn có một cái mường tượng lại cho nó dễ. Thì có phải là các bạn đã học ha, chúng ta có những cái quá trình thoái hóa carbonhydrate, rồi biết các bạn học chưa đó, quá trình thoái hóa carbonhydrate. Rồi quá trình thoái hóa gì biết là các bạn học chưa, theo cô nói luôn nha. Đó là cái hôm nay là cái buổi thứ mấy rồi lớp trưởng, để cô có gì còn hỏi bài chứ. Các bạn học quá trình thoái hóa carbohydrate chưa? Alo, rất khó dạ, ai cũng được các bạn nè, cô mời nha. Các bạn học quá trình thoái hóa carbohydrate chưa? Dạ rồi. Đã hóa lipid chưa? Dạ rồi, đúng không? Vậy là hỏi bài được đúng không? Cô Thảo dạy hả? Nghe thầy Thịnh. Dạ, thoái hóa carbohydrate là cô Thảo, còn thoái hóa lipid là thầy Thịnh. Lipid là thành rồi, vậy là các bạn học hết rồi. Còn thoái hóa hemoglobin là của thầy Hoài, đúng không ạ? Thầy Hoài. Rồi quá trình tổng hợp và thoái hóa lipid là thầy Thịnh. Đúng không? Như vậy là các bạn học hết rồi. Thoái hóa hemoglobin chưa có dạy cô ơi. Thì chưa dạy nhưng mà thầy Hoài sẽ dạy vậy. Nghĩa là các bạn đã học được cái quá trình thoái hóa carbohydrate này.
đi beat rồi, giờ bữa nay là cái bài protest, đó là cái bài cuối cùng, cho nên các bạn đã có rất là nhiều kiến thức rồi đấy ha. Chúng ta quá trình thoái hóa li beat rồi quá trình thoái hóa protest đó, những cái là hôm nay là hỏi bài được rồi, giỏi rồi. Rồi rồi bây giờ chúng ta đi vào phần tổng quan của cái bài thoái hóa protest hôm nay. Thì đó, giống như hồi nãy giờ cô đã giới thiệu sơ, bất kể một cái nguồn nguyên liệu nào được tạo ra trong cơ thể mình thì nó cũng có hai nguồn gốc, đó là nội sinh và ngoại sinh. Thì các bạn nhìn vào slide các bạn sẽ thấy cái nguồn nội sinh thì bình thường với cái nhóm protein á, thì cái nguồn nội sinh nó khoảng từ dưới 200 gram, từ 30 đến 200 gram đó, nó cung cấp cho trong cơ thể chúng ta hàng ngày á, thì protein nội sinh từ 30 đến 200 gram được thoái hóa mỗi ngày. Nguồn ngoại sinh thì có thể là từ khoảng 70 đến 100 gram, đó là từ cái thức ăn bên ngoài thì gọi là nguồn ngoại sinh, thì được thoái hóa mỗi ngày trong cơ thể chúng ta. Như vậy thì có tổng cộng thì khoảng 300 gram, 100 đến 300 gram cái lượng protein mỗi một ngày. Như vậy được hệ tiêu hóa của chúng ta phân giải và hấp thu mỗi một ngày khoảng 100 đến 300 gram. Nói lên cái câu, cái điều này nói lên điều gì? Có nghĩa là nếu như các bạn ăn nhiều protein quá cũng không tốt, đúng không ạ? Các bạn ăn nhiều protein quá nó cũng không tốt, vì làm cái gì thì cái gì nó cũng có cái nhu cầu thôi, cơ thể chúng ta nó cũng có mỗi nhu cầu nhất định thôi. Ăn nhiều quá thì cơ thể mình phải làm việc nhiều, và các bạn một lát nữa các bạn sẽ thấy rằng trong cái quá trình thoái hóa protein nó sẽ sinh ra những cái độc chất, thế cho nên mình ăn nhiều không tốt đó các bạn, ăn nhiều protein không tốt. Rồi, cái protein mà chúng ta ăn vào và chúng ta được thoái hóa mỗi ngày như vậy á, nó sẽ được giao nhiệm vụ bởi một cái nhóm enzyme có tên là cái protease ha, hay nói một cách nôm na đó là cái enzyme protease là có nhiệm vụ thủy phân cái nhóm chất protein này. Rồi các bạn, như vậy người ta có những cái câu hỏi mà người ta nói những cái enzyme nào phân cắt nhóm protein sau đây, thì mình phải biết đó là cái enzyme tên là protease. À, hồi nãy giờ nói về cái phần protein thì các bạn có hiểu protein là cái gì chưa ạ? À, đó là một cái danh, cái từ ngữ mà người ta thường dùng để mô tả những cái hợp chất hữu cơ đó các bạn. Thì nó bao gồm là axit amin nè. Khi nhắc tới protein thì các bạn hiểu nó bao gồm là axit amin, peptide và protein. À, thì trong hình như các bạn 2021 điều dưỡng 2021 năm thứ nhất. Đây là cái bài đầu tiên luôn á. Cái bài đầu tiên đấy, các bạn chắc không có học hóa học về mấy cái này. Đây là hóa sinh y học các bạn học lần đầu luôn đúng không ạ? Hóa sinh có chia hóa sinh y học đấu chia 1 2 gì đúng không? Dạ học lần đầu luôn á cô. À học lần đầu luôn đó. À như vậy các bạn hiểu rồi ha, hồi nãy giờ cô cứ quên mất là các bạn đã phải học qua một cái phần hóa học lipid, hóa học protein, hóa học lipid. Thì khi đó không giới thiệu lại, nhưng mà nãy giờ đi vào thẳng vào cái nhóm chất protein thì các bạn hiểu ha, khi người ta nói tới protein đó là một cái thuật ngữ mà để chỉ những cái nhóm phân tử hữu cơ bao gồm là axit amin nè, peptide và protein. Đó. Rồi. Thì các bạn thấy cái vai trò của protein thì nhắc sơ sơ là cho các bạn biết rồi ha. Có cái vai trò cấu tạo nên những cái cấu tạo trong tế bào, những cái thành phần, những cái trọng lượng khô của tế bào đó, thì đó là cái do protein đảm nhận. Rồi, đó là đơn vị, hay người ta gọi là đơn vị cấu tạo của một tế bào. Đó, rồi protein nó còn thực hiện ngoài những cái, nó là cái cấu tạo của tế bào, nó còn thực hiện hầu hết những chức năng tế bào trong cơ thể mình là do protein đảm nhận. Rồi, thì vì bài này nó cũng hơi khó cho nên là phải nói những cái ý cho đây cho các bạn dễ hiểu hơn tí xíu thôi. Rồi, các protein nội bào như hồi nãy cô nói đó ha, được sinh ra từ những cái quá trình tổng hợp protein. Đó, thì những cái protein mà được sinh ra từ cái quá trình này thì các bạn thấy là cái thời gian nó tồn tại sẽ khác nhau, chứ nó sẽ không có giống nhau. Đó. Và nó tồn tại bao lâu là nó được kiểm soát bởi những cái quá trình phân hủy protein. Đó, chứ không phải muốn tồn tại bao nhiêu là tồn tại. Thì tại sao nó phải có cái quá trình phân hủy protein này? Thì theo các bạn thấy rồi đó, trong cái quá trình thoái hóa protein nó tạo ra những cái nguyên liệu, và những cái nguyên liệu nó quay trở ngược lại, nó làm
cái sự tổng hợp và những protein mới. Thì trong cái quá trình đó, có thể trong cuộc sống chúng ta có bị phơi nhiễm với những cái tác nhân vật lý, ví dụ như các bạn thấy là tia UV, rồi ví dụ như tia X quang, tia X đó chẳng hạn, hoặc là những cái hóa chất ở trong những cái sản phẩm thực phẩm chẳng hạn, thì vân vân. Vì những cái lý do đó mà thức ăn chúng ta đưa vào và nó sẽ tạo thành, trong lúc quá trình mà tạo những cái protein mới ấy, nó sẽ tạo thành những cái protein có độc tính các bạn. Thì cái sản phẩm này nó bị lỗi, nó có thể là nó bị gấp nếp hoặc là nó lắp sai vị trí gì đó vân vân. Nói chung là nó là những cái sản phẩm hư hại, như sản phẩm đột biến gen nữa nè, nó là những sản phẩm hư hại đó các. Thì như vậy cơ thể chúng ta cần phải có cái gọi là quá trình đào thải của những cái anh hư hại này đi. Thì người ta ước tính đó các bạn, thì như vậy thì có khoảng 30% những cái protein mới tổng hợp ra là nó bị sai, và chúng ta phải, cơ thể chúng ta phải loại bỏ có cái sai phạm trong cái cấu trúc của protein mới tạo thành đó. Và cái quá trình mà đào thải những cái protein bị lỗi này thì nó được đảm nhận bởi cái hệ thống proteasome và ubiquitin. Rồi, còn nguồn protein ngoại sinh từ thức ăn thì sao ạ? Đó, khi mà chúng ta ăn những cái nhóm chất protein vào thì các những protein này sẽ được đi vào cái hệ thống tiêu hóa, qua hệ thống tiêu hóa và được phân cắt thành những cái axit amin. Thì các bạn biết ha, như hồi nãy cô có nói đó, axit amin là những cái phân tử hữu cơ mà nó là một cái đại diện cho nhóm protein. Mà nhóm protein mà nhỏ nhất đó là một cái axit amin. Thì trong cái nhóm axit amin đó thì các bạn, nó có ít nhất là một cái nhóm carboxin và một nhóm amin. Một nhóm amin thì gọi là một cái axit amin. Thì như vậy những cái protein ăn vào sẽ đi qua được hệ tiêu hóa phân giải thành những axit amin đơn lẻ này. Đó, làm sao đó để cho nó giúp cơ thể chúng ta hấp thu, mà xảy ra hầu hết là ở tế bào ruột, thì nó được tối ưu nhất. Và những cái axit amin từ cái quá trình thoái hóa protein nội sinh và ngoại sinh luôn á, thì được cơ thể chúng ta sử dụng với ba cái mục đích. Những cái axit amin, cũng nhắc lại ha, những axit amin mà được cơ thể chúng ta sử dụng mà được thoái hóa từ những protein nội sinh và ngoại sinh, thì cơ thể chúng ta sử dụng axit amin vào nhằm ba mục đích như sau. Thứ nhất là oxy hóa anh này để tạo thành năng lượng, cung cấp khoảng từ 10 đến 15% tổng năng lượng cho cơ thể sử dụng. Như vậy các bạn học bài chuyển hóa carbohydrate rồi, thì với cái thoái hóa chung của cái nhóm carbohydrate đi thì cung cấp cho cơ thể khoảng bao nhiêu phần trăm năng lượng ạ? Cô mời bạn Trần Phúc Như Ý. Trần Phúc Như Ý còn nhớ bài không ạ? Là thoái hóa nhóm carbohydrate thì cung cấp khoảng bao nhiêu phần trăm năng lượng cho cơ thể mình đó em? Em không nhớ rồi. Bạn nào nhớ? Đỗ Ngọc Thùy Trang. Em cũng nhớ rồi. Trời đất ơi, cái giấy. Sắp học bài, sắp thi, học xong mà thi mà không nhớ. Trịnh Hoài Quyên ạ. Trịnh Hoài Quyên. Trịnh Hoài Quyên. Dạ cô, là em không nhớ. Trời đất ơi. Vậy ai nhớ? Dạ ai nhớ? Bạn Phạm Thị Kim Phượng. Dạ em cũng không nhớ cô ơi. Vui quá ha. Vậy lớp này không nhớ là học bữa nào mà không nhớ? Mới học đây luôn ấy. Vậy bạn nào nhớ, lớp trưởng nhớ không lớp trưởng? Lớp học tập đi, nãy giờ kêu lớp trưởng hoài. Lớp phó tập nhớ không ạ? Lớp phó học tập tên gì á?
phó học tập vắng đúng không? Dạ, alo cô ơi. Em là lớp phó học tập lớp này hả? Dạ, em là lớp phó. Lớp phó, em tên gì? Dạ, em tên Ngọc Linh. À, Ngọc Linh. À, Linh dạ. Còn nhớ cái sần chuyển hóa carbonhydrate cung cấp bao nhiêu phần trăm tổng năng lượng cho cơ thể sử dụng không em? Dạ, em nhớ là khoảng 80% đúng không? Bao nhiêu? 80. 80 là nó hơi nhiều quá. Nội cái này không là bạn thấy nè. Bạn thấy protein không? Protein là cung cấp khoảng 10 đến 15, trung bình khoảng 12 ha, 12%. Thì glucid của chúng ta khoảng 60 thôi các bạn. Còn lại nó còn giống chất lipid nữa, đúng không? À, em thấy là glucid là cung cấp khoảng 60% năng lượng, còn ngoài 40% thì nó chia làm hai cho cái nhóm protein và cái nhóm lipid. Thì lipid chúng ta nhiều hơn một chút, khoảng 25%. Đó, anh này thì khoảng 35%, anh này khoảng 15% chứ, cái anh lipid thì khoảng 25%, và còn lại là khoảng 60% là glucid. À, lớp mình nhớ dùm ha, vì nó những cái cơ bản mà các bạn. Rồi, à, tiếp tục. Như vậy những cái acid amin mà khi mà được cơ thể hấp thu vào á, tế bào ruột hấp thu vào máu, thì cơ thể chúng ta sẽ sử dụng nhằm ba cái mục đích. Thứ nhất là cung cấp khoảng 10 đến 15% tổng năng lượng cho cơ thể. Thứ hai là dùng cái nó như là một cái nguyên liệu để chúng ta tổng hợp ra những cái protein mới. Đó, tổng hợp tạo ra những cái protein mới. Ngoài ra nó còn có thể sử dụng để tạo thành một số cái hợp chất sinh học khác mà có những cái vai trò nhất định ở trong cái cơ thể của chúng ta. Rồi, như vậy thì cái để chờ đây là cái slide mà các bạn thấy rằng nó đáp ứng được cái mục tiêu số 2, đúng không ạ? Mục tiêu số 2 của các bạn học đó là cái vai trò của những cái acid amin trong cái vấn đề sử dụng tạo năng lượng. Và cái quá trình thoái hóa cái acid amin này hầu hết xảy ra tại gan các bạn nha, tại cơ quan là gan. Đầu tiên thì nó sẽ trải qua những cái ba cái giai đoạn như vậy. Thứ nhất là những cái acid amin đó nó sẽ bị mất cái nhóm alpha amin đi. Đó, tạo thành cái alpha acetoacid. Đó, alpha acetoacid thì nó cấu tạo trong cái khung hydrocarbon của acid amin đó. Đó. Thứ hai, qua cái giai đoạn thứ hai thì cái nhóm alpha amin này sẽ chuyển thành cái ion amoni. Và cái ion amoni là cô nói đó là một cái chất độc cho cơ thể, thì một số ít amoni, ion amoni này được tái sử dụng lại. Còn đa phần á, là chuyển thành một cái chất không độc là ure hoặc là acid uric để thải qua đường nước tiểu. Rồi, và cái giai đoạn thứ ba đó là cái alpha acetoacid bị oxy hóa thành cái chất 3-4 carbon, chuyển hóa theo cái con đường tân tạo để tổng hợp ra cái gluco. Có nghĩa là từ cái nhóm chất là protein, sau cái trải qua tới cái giai đoạn thứ ba là cái lúc mà cái alpha acetoacid nó bị oxy hóa, thì nó tạo thành cái hợp chất 3-4 carbon. Và cái nhóm chất 3-4 carbon này nó sẽ đi vào cái con đường tân tạo. Đường đó là các bạn biết là ở đâu à, còn nhớ cái chương trình gì không ạ? Rồi, không nhớ gì hết trơn. Lớp này học vừa, cô đã nói sinh hóa nó khó, mà bài của mấy thầy cô vừa giảng xong chứ mấy hà, vừa giảng xong thì chúng ta phải coi lại liền chứ không phải để quên, không có học nổi. Rồi, sau khi để tạo một cái phần tạo thành cái gluco để cung cấp cái nguồn năng lượng cần thiết cho não, cơ và những mô khác sử dụng ha. Các bạn biết hồi xưa mình học cái nhóm chất carbohydrate rồi. Cái gluco là cái nguồn năng lượng duy nhất mà não có thể sử dụng được, cái hệ thần kinh của chúng ta đó có thể sử dụng thôi, cho nên nếu mà không có gluco thì là cơ thể chúng ta làm cách nào đó sẽ dùng những cái nguyên liệu khác, có thể là từ những cái axit béo, là từ nhóm chất lipid, hoặc là từ những cái axit amin từ những của nhóm chất protein, mà đi theo những cái con đường tổng hợp khác để tổng hợp thành gluco, gọi là cái quá trình tân tạo glucid, đúng không ạ? Rồi, hoặc thoái hóa thành CO2 và nước. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào cái quá trình tiêu hóa và hấp thu protein nè. Nãy là đi tổng quan sơ sơ thôi đó, có nghĩa là nhắc sơ sơ cho các bạn biết là thế nào gọi là acid amin. Rồi những cái
nguyên liệu mà tổng hợp được từ cái nguồn protein ngoại sinh là bao nhiêu, nguồn ngoại nội sinh là bao nhiêu, và những cái acid amin mà được tạo thành như vậy thì nó dùng trong cơ thể chúng ta sử dụng với những cái mục đích như thế nào ha. Bây giờ chúng ta đi vào cái quá trình tiêu hóa cái nhóm chất protein. Thật sự cái quá trình tiêu hóa protein từ thức ăn các bạn, đó là cái quá trình thủy phân, những cái chuỗi polypeptide dài, nghĩa là một cái nhóm protein đó, nó thật tế đó, nó là một cái polypeptide nhưng mà nó là những cái chuỗi protein dài. Cắt poly là nhiều, nhiều chuỗi peptide, gọi là polypeptide thì là nhiều cái chuỗi polypeptide cấu tạo thành những cái oligopeptide ha. Người ta sẽ phân cắt nó ra thành những cái đoạn nhỏ hơn có tên là oligopeptide, và cuối cùng là cái axit amin tự do. Poly là nhiều, cô nhắc lại ha, peptide là đại là một cái tên gọi là đại diện cho nhóm chất protein á, nãy mình nói rồi. Thì poly là nhiều là cái đoạn lớn, đoạn polypeptide là đoạn protein lớn thành những cái oligopeptide, và cuối cùng là thành ra những cái axit amin tự do. Thì cái quá trình thủy phân này nó được đảm nhiệm bởi một cái enzyme tên là proteinase đó. Và đầu tiên trong cơ thể chúng ta, những cái anh enzyme proteinase này nó đang nằm ở cái dạng bất hoạt, gọi là dạng proenzyme. Các bạn thấy đó, khi mà cơ thể chúng ta, khi những cái cơ quan tiêu hóa tiếp xúc với những cái yếu tố kích hoạt ở trong dịch thức ăn, khi chúng ta nói nôm na là khi chúng ta ăn vào thức ăn, chúng ta trộn lẫn với những cái dịch tiêu hóa, thì đó là một cái yếu tố kích thích là biến những cái proenzyme này đang ở dạng bất hoạt thành dạng hoạt động, hay gọi là những cái dạng có hoạt tính. Đó, proenzyme thì thành active enzyme, phải có cái điều kiện. Như bình thường thì những cái proteinase này nó đang ở dạng bất hoạt. Rồi, tiếp tục. Các bạn thấy ha, cái proteinase nó thủy phân những cái liên kết peptide giữa cái nhóm acid proteinase hoặc là protease cũng là nó nha các bạn. Thì nó có vai trò là nó thủy phân các liên kết peptide. Khi nó tới thủy phân là các bạn biết đó là cái phản ứng phân cắt và có sự tham gia của nước, đúng không ạ? Thì chúng ta gọi đó là cái phản ứng thủy phân. Thì cơ thể chúng ta sẽ nhờ một cái enzyme có tên là protease để phân cắt những cái anh phân tử protein này với sự tham gia của nước đó, để phân cắt những cái liên đứt cắt đứt những cái liên kết peptide để tạo thành những acid amin. Như vậy cái quá trình đó, quá trình nãy giờ chúng ta nhắc tới, nó được gọi là quá trình tiêu hóa, và nó được chia làm hai giai đoạn. Thứ nhất là ở dạ dày, và thứ hai là tụy và ruột, dạ dày, tụy và xuống ruột. Thì các bạn thấy rằng người ta chia ra làm hai phần. Vậy các bạn học dạ dày tụy xuống vào ở sứ đoạn 2 là ở ruột đi. Thì giống như cô nói lúc đầu á, những cái peptidase đó là ở trong dịch vị ha, mình ăn vào thì nó nằm ở cái dạ dày chúng ta, thì nó nằm ở trong dịch vị, có ở trong dịch vị, dịch tụy. Những cái peptidase đó nó có mặt ở dịch vị, dịch tụy ha, dịch vị là dạ dày đó các bạn, và ở dịch ruột đó, nó vẫn tiết ra nha các bạn, nhưng mà nó ở dạng không hoạt động, nhớ giùm cô là ở dạng không hoạt động rồi ăn enzyme trước. Rồi thì tại dạ dày, khi thức ăn vào tới dạ dày, khi đó là một cái yếu tố kích thích ha, nó kích thích niêm mạc dạ dày chúng ta tiết ra gastrin, tế bào thành sẽ tiếp tục từ gastrin đó nó mới kích thích tế bào thành của dạ dày mình á, tiết ra cái acid lauric, và tế bào chính của dạ dày tiết ra một dạng pepsinogen, tiết ra pepsinogen để ở đây. Và khi đó thì với cái dạ dày của chúng ta có cái nồng độ pH là acid khoảng từ 1.5 đến 2.5, thì cái những cái protein cầu nó sẽ được làm biến tính đó. Và tiếp tục như vậy, nó là trở thành một cái yếu tố kích thích khác, và nó giúp cái pepsinogen ở tại dạ dày chuyển thành pepsin đó. Từ pepsin mới thủy phân tham gia vào thủy phân những cái liên kết peptide của những cái acid amin
thành những cái peptide nhỏ hơn. Rồi, cái này là thật sự là cô cũng đã rút gọn hết rồi, tất cả trong tài liệu là nó rất là dài các bạn, và mình phải rút ngắn hết cho các bạn là những cái ý chính nó còn lại nằm đây thôi. Nó cứ chỉ mũi tên nó từ đâu sang đâu, kích ai tới đâu thì kích thích cái gì, cô chỉ mũi tên cho các bạn là một cách rất ngắn gọn rồi, các bạn phải ráng học thôi. Vì cái này là cái tự nhiên nó như vậy mà, đâu có cách nào khác mà mình phải học thuộc thôi. Cho nên cô đánh giá hóa sinh là khó nha các bạn, và thường thường là những năm ngoái là rất nhiều lắm á. Rồi ha, như vậy nhắc lại ha các bạn, thì quá trình tiêu hóa nhóm chất protein của cơ thể người và động vật nói chung á, thì nó được sự tham gia của một cái enzyme tên là proteinase, hay là gọi là protease, hay cũng còn gọi là peptidase đó. Có cái vai trò, những enzyme này nó có vai trò thủy phân, nghĩa là nó phân cắt những cái liên kết peptide trong cái nhóm chất protein thành những cái đơn vị nhỏ hơn, mà cụ thể nè là từ polypeptide thành oligopeptide và cuối cùng là thành axit amin đó. Thì cái quá trình này nó xảy ra ở hai giai đoạn, người ta chia ra làm hai, dạ dày, tụy và tức ở ruột. Rồi thì các bạn thấy ha, ở dạ dày và ruột đầu tiên thức ăn vào tới dạ dày đó sẽ kích thích niêm mạc dạ dày tiết ra gastrin. Gastrin này mới kích thích anh tế bào thành của dạ dày tiết ra acid lactic, và tế bào chính của dạ dày tiết ra pepsinogen. Đó. Đó, với những cái tiền enzyme về nó vẫn chưa hoạt động đâu, tại đây nè, với cái pH của acid, pH acid của dạ dày thì nó mới giúp làm thay đổi cấu trúc biến tính những cái protein cầu này. Đó. Nó mới giúp cái anh pepsinogen là một dạng enzyme chưa có hoạt tính chuyển thành dạng pepsin. Khi đó cái dạng pepsin này mới là dạng có hoạt tính nha các bạn. Nó mới, anh pepsin này mới tham gia thủy phân cắt những cái liên kết peptide của acid amin trong cái phân tử protein để thành những cái peptide nhỏ hơn. Rồi các bạn theo kịp ha. Rồi với những cái thức ăn mà có cái pH acid ở dạ dày á, khi này thức ăn chúng ta trộn lẫn những cái dịch vị rồi và cái nồng độ là pH acid, nhưng cái hỗn dịch thức ăn đó tiếp tục di chuyển xuống tá tràng ở tại đây để trở thành cái yếu tố kích thích, và nó kích thích tá tràng chúng ta tiết ra kích thích tuyến tụy tiết ra secretin đó, di chuyển xuống tá tràng tới kích thích cái tuyến tụy tiết ra secretin. Như vậy thì khi mà cái secretin ở tuyến tụy tiết ra rồi á ha, tại đây cái secretin mới tiết kích thích để tiết ra cái HCl3 trừ. Các bạn thấy cái này nó có mang tính là kiềm để nó trung hòa lại cái hỗn dịch thức ăn ban nãy đó, là đang có cái pH acid mà. Đó, thì ở đây secretin tiết kích thích để tiết ra HCl3 trừ để trung hòa cái acid này. Đó, làm sao đó nó mới mục đích là nó tạo được cái pH tối ưu để cho những cái enzyme của tụy nó mới phát huy cái tác dụng của nó ở đây. Đó. Thì ở đây enzyme của tụy chúng ta đang ở dạng proenzyme, đó là hai cái dạng chymotrypsinogen và trypsinogen. Đó là hai cái dạng proenzyme, hay là gọi là dạng enzyme bất chưa có hoạt tính đó ở tụy. Đó. Thì như vậy thì tiếp tục cái hỗn dịch thức ăn đó đến ruột non, và các enzyme này khi đó nó mới chuyển thành cái dạng hoạt động. Hỗn dịch thức ăn này di chuyển xuống ruột non và mới chuyển thành cái dạng hoạt động, đó là chymotrypsin và trypsin. Thủy phân tiếp tục những cái peptide nhỏ ở trên, bây giờ nó cắt ra thành những cái peptide nhỏ nữa. Thì các bạn thấy rõ ràng ha, cái chymo, cái gì mà có chữ ogen đó, chymotrypsinogen là dạng bất hoạt, chưa có hoạt động, xuống trở thành cái dạng hoạt động thì nó mất cái chữ ogen đi, nó thành chymotrypsin. Đó, để học về để sau này lỡ có câu hỏi trắc nghiệm, người ta hỏi có cái nào enzyme nào là enzyme ở ruột non, enzyme nào là enzyme ở dạng hoạt động, ví dụ vậy, thì người ta nói là chymotrypsinogen, thì các bạn biết nó là sai ha. Rồi. Rồi, cuối cùng
cái tiếp tục chúng ta thấy là cái hỗn dịch thức ăn của chúng ta nó sẽ tiếp tục di chuyển xuống tới ruột non. À, cô xin lỗi, tới ruột non sau xong rồi, tới ruột non cắt thành những bếp tiếp nhỏ hơn rồi thì bây giờ nó tới ruột mà di chuyển xuống ruột non thì tại ruột đây nó sẽ tiết ra cái amino peptidase đó, và những cái dipeptidase đó nó lại phân giải tiếp tục thành những cái axit amin tự do. Rồi. Rồi, như vậy là cái phần tiêu hóa một cách tóm tắt thôi, cái quá trình diễn tả lại cái quá trình tiêu hóa protein trong cơ thể người và động vật nói chung cho các bạn. Thì trong cái phần này nó sẽ có một số cái enzyme mà các bạn khi mà kể tên đến thì các bạn phải biết đó là enzyme của cái hệ tiêu hóa của chúng ta ha, để nó sự tham gia vào cái quá trình tiêu hóa thức ăn đó. Thì quá trình thức cứ tới đâu thì cô để tổng hợp lại tới đó cho các bạn đỡ quên ha. Thì cái quá trình tiêu hóa thức ăn á, nó chính là gì? Đó chính là cái quá trình thủy phân, thủy phân cái chuỗi polypeptide thành trung gian là oligopeptide và cuối cùng thành những cái axit amin tự do. Rồi bản chất của cái proteinase đó, bản chất thật ra nó là cái peptidase ha, và nó tham gia cái phản ứng phân cắt những cái liên kết peptide và có sự tham gia của nước thì gọi là phản ứng thủy phân. Thì một số cái enzyme ở ống tiêu hóa, một số cái enzyme tham gia ở ống tiêu hóa thì khi đó kể tên thì các bạn phải biết đó là những cái phân tử nào nãy giờ chúng ta học ha. Pepsin, trypsin, chymotrypsin vân vân, thì khi nào thì nó là dạng chymotrypsinogen, trypsinogen ở đâu và đến cái đoạn nào thì nó mới trở thành cái dạng có hoạt tính ha, là trypsin, chymotrypsin và trypsin vân vân. Thì mấy cái đó là những cái hệ thống enzyme thủy phân protein ở ống tiêu hóa thì các bạn phải nắm. À, bây giờ ví dụ như có những cái câu hỏi trắc nghiệm, ví dụ như người ta hỏi là enzyme chymotrypsin, bạn nghe kiểu mà enzyme chymotrypsin ví dụ như là nó được tiết ra ở đâu, nó được tiết ra ở dưới tụy thì dưới dạng là gì? À, tiết ra ở dưới tụy thì khi mà nó ở tụy á thì nó là dạng gì đó các bạn? Dạng chymotrypsinogen, là một dạng enzyme tiền hoạt động, thì có gì ta nói là a chymotrypsinogen, b nó là một cái dạng tiền hoạt động, thì nó đều là chính xác cả. Thì cô nói ví dụ vậy thì cái hệ thống enzyme tham gia thủy phân protein ở ống tiêu hóa thì các bạn phải biết nhé. Rồi. Có hỏi gì ở phần 2 phần này không các bạn? Nếu không thì bắt đầu chúng ta đi vào cái phần tiếp theo. Thì các bạn biết ha, thì nó phân cắt hết, nó ở tới dạ dày, tụy và ruột non rồi đó. Thì cuối cùng nó là xảy ra cái quá trình hấp thu đó. Đó, thì quá trình hấp thu này á các bạn, sau quá trình tiêu hóa thì thực chất là những cái axit amin tự do này được giải phóng và đi qua cái quá trình hấp thu đó để hấp thu vào những cái axit amin này ở tại ruột non. Rồi các bạn có câu hỏi gì cho những cái phần hình nãy giờ không ạ? Các axit amin của chúng ta được hấp thu một cách cạnh tranh đó, thì có nghĩa là khi mà một axit amin được ăn vào thừa quá thì sẽ cạnh tranh. Hồi nãy giờ bào bài cô cũng nói nó cũng không có ăn nhiều nên ăn nhiều quá giống như protein, thì khi mà nó xảy ra một hấp thu một cạnh tranh axit amin thì có nghĩa là một cái axit amin khi mà ăn vào quá thừa thì sẽ cạnh tranh, sẽ hấp thu những cái axit amin khác đó. Đó thì người, cho nên chúng ta phải cân đối những cái việc mà đưa những cái nhóm chất protein này vào. Rồi cái axit amin sau đó xảy ra quá trình hấp thu như cô nói ha, thì là theo tĩnh mạch cửa về gan và đi theo máu đến những cái mô và những cái vào trong những cái tế bào. Đấy. Và tại tế bào, lúc mà khi vào tế bào thì các axit amin này
nó sẽ được đi vào những cái chương trình, những con đường của nó mà tí xíu nữa chúng ta sẽ học, để thoái hóa đó, tạo thành ure và CO2 và nước. Rồi, nó lại cung cấp khoảng 10 đến 15% năng lượng cho cơ thể sử dụng, hoặc tạo ra tạo thành làm nguyên liệu, tạo sinh tổng hợp những cái protein mới và tổng hợp những cái phân tử, những cái hợp chất hữu cơ sinh học quan trọng cho cơ thể, như là cái hệ thống enzyme hoặc môn, ví dụ vậy đó. Rồi các bạn lưu, đó là cái mục đích nãy đây không biết đang nói đây nè, đang nhắc lại đó, đang nhắc lại cho các bạn cái mục tiêu thứ hai đó là acid amin được cơ thể sử dụng như thế nào trong cái quá trình sử dụng năng lượng. Thì ba cái mục đích đó nãy giờ cô đang tổng hợp lại cho các bạn cái phần đầu đó. Rồi, như vậy cơ thể chúng ta đó là nhắc lại quá trình thoái hóa và hấp thu protein. Rồi bây giờ tiêu hóa chứ cô xin lỗi, tiêu hóa và hấp thu protein. Rồi bây giờ chúng ta mới đi vào quá trình thoái hóa đây. À, như vậy thì cái anh acid amin khi mà theo máu được hấp thu tại ruột á, ruột hấp thu đi theo máu đến với các mô và tế bào, thì anh sẽ được sử dụng nhằm ba cái mục đích hồi nãy ha, mới vừa nhắc xong. Thì bây giờ cái quá trình nó xảy ra như thế nào đó thì các bạn bắt đầu theo dõi, các bạn thấy nè. Đầu tiên cái thoái hóa nhóm alpha amin là nó nằm ở cái nội dung CDE đó, nằm với ba cái nội dung ba cái quá trình đó. Thì đầu tiên là cái giai đoạn thoái hóa nhóm alpha amin đó, cái quá trình thoái hóa nhóm alpha amin này lại bao gồm 4 giai đoạn. Thì các bạn cô nhắc lại, thoái hóa nhóm alpha amin này thì ta, các bạn đọc tài liệu hay là các bạn đọc ở đâu đó trong y văn á, người ta còn gọi là cái quá trình khử amin oxy hóa đó các bạn. Thoái hóa, cô nhắc lại, thoái hóa nhóm alpha amin hay còn gọi là quá trình khử amin oxy hóa, nhớ giùm cô ha. Thì cái quá trình này nó gồm 4 giai đoạn. Thứ nhất, chuyển nhóm amin. Thứ hai, sau khi chuyển nhóm amin xong, nó làm cái nhiệm vụ khử amin oxy hóa. Nó lấy cái quá trình khử amin oxy hóa này là cái gọi là cái quá trình chính trong cái giai đoạn thoái hóa nhóm alpha amin nè. Rồi, trong cái quá trình khử amin oxy hóa đó, nó sẽ tạo ra cái ion amoni. Rồi, thì vì vậy mà cơ thể chúng ta phải vận chuyển cái amoniac này đó, về gan. Từ ở gan này mới dùng cái NH3 là cái nguyên liệu để tổng hợp thành ure đó. Cho nên chúng ta sẽ có một cái chu trình ure, là một cái cách mà cơ thể chúng ta tạo ure. Nói nôm na là một cái cách mà cơ thể chúng ta tạo ure từ cái nguồn nguyên liệu là NH3 để đào thải ra ngoài. Vì NH3 bản chất đó là một cái chất độc đó các bạn, nên là chúng ta phải làm cách nào đó mà cơ thể chúng ta phải tổng hợp nó làm một cái chất khác để có thể vận chuyển vào trong cơ thể để đào thải ra ngoài được. Rồi như vậy là bốn cái giai đoạn của cái quá trình thoái hóa acid amin. Thoái hóa nhóm alpha amin. Rồi chúng ta đi vào cái thứ nhất, đó là cái phản ứng chuyển nhóm amin. Các bạn thấy một cái phương trình ở trên slide đó, các bạn thấy ha, chuyển nhóm amin là như thế nào, là cơ thể chúng ta sẽ chuyển một cái nhóm amin của một cái acid amin này sang một cái alpha acetyl acid khác. Acid amin được tổng hợp, nguồn gốc của nó là được tổng hợp từ một tiền chất keto acid. Đó là do nó cái quá trình nó thu nhận một nhóm amin có sẵn từ một acid amin khác. Thì các bạn thấy quy trình phản ứng đó, từ cái alpha acid amin A cộng với alpha acetyl acid B đó, với một cái enzyme tham gia, đây là cái phản ứng thuận nghịch tham gia đó, với cái enzyme tên là aminosulfurase. Transferase là chuyển amino, là một cái nhóm amino, gọi là cái enzyme chuyển nhóm amino. Đó, thì nó tạo thành alpha acetyl acid B. Các bạn thấy không? Khi đó nó chuyển cái nhóm amin sang một cái alpha acetyl acid.
B tăng A thành A, và ngược lại alpha acid A lúc bây giờ nó sẽ tạo thành alpha acid amin B, thì nó gọi là cái phản ứng chuyển nhóm amin. Thì cái trong cơ thể của chúng ta đó, cái enzyme mà chuyển nhóm amin này nó có nhiều ở mô cơ, mô gan, tim thận theo cái thứ tự giảm dần đó các bạn. Đó. Thì hai cái enzyme mà nó tham gia vào cái phản ứng chuyển nhóm amin này nó có tên là aminotransferase là GBT và hoặc là GLT. Thì các bạn thấy ha, người ta còn viết tắt từ chữ ALT và AST. Thì do là nó có mặt nhiều ở những cái cơ quan như cơ này, mô cơ, mô gan, mô tim, mô thận, thì người ta lợi dụng cái tính chất này của những cái enzyme này ở đây, mà khi mà người ta xét nghiệm nó ở trong máu á, người ta đo các hoạt động những cái enzyme aminotransferase này ở trong máu, và người ta thấy rằng cái nồng độ của ảnh cao, cái hoạt độ của ảnh cao, thì người ta chẩn đoán là như vậy ở đây nó có một cái sự hủy hoại tế bào ở những cái mô cơ đó, hay là mô gan đó, hay là mô tim đó, hay mô thận đó, vân vân, tùy theo cái kết hợp với một số cái bệnh lý nữa ha, và siêu âm này nọ, hình ảnh, và chủ yếu là thăm khám lâm sàng bệnh lý. Người ta nghi ví dụ như bệnh nhân bị viêm gan đi đó, có những cái tác nhân gây viêm gan, và khi mà người ta thử cái xét nghiệm, ta đo cái hoạt độ hai cái enzyme này, thì người ta biết như vậy cho thấy là cái bệnh nhân đang có một cái tình trạng hủy hoại tế bào gan. Đó là do cái tính chất này nè các bạn, là hai anh này em có mặt nhiều ở gan. Nói là ta lợi dụng cái tính chất này mà người ta mới đi xác định cái hoạt độ của ảnh ở trong máu, để phản ánh lên một cái tình trạng hủy hoại tế bào của những cái mô cơ quan này. Đó thì đó là cái mình đi vào giai đoạn 1, đó là cái giai đoạn chuyển nhóm amin, được chưa ạ? Ha, phản ứng chuyển nhớ bên nhắc lại ha. Cái enzyme có một những cái câu hỏi trắc nghiệm, ví dụ người ta nói cái enzyme tham gia vào các quá trình chuyển nhóm amin có tên là gì, thì các bạn phải biết, vì những cái này là cái cơ bản không đó. Rồi phản ứng khử amin nè, khử amin oxy hóa. Thì trong cái quá trình khử acid amin oxy hóa này đó các bạn, đó chính là thật ra bản chất của nó là quá trình tách cái nhóm amin ra khỏi acid amin dưới dạng một cái acid amin, nó khi nó tách ra thì nó ở dưới dạng NH3 NH4 cộng ha. Như vậy thì mình hiểu cái bản chất của nó là cái là như vậy. Thì khi mà nó tách cái NH3 này ra, tách cái nhóm NH2 này ra ở dưới cái dạng ion amoni, thì nó sẽ trải qua hai giai đoạn. Đầu tiên là giai đoạn khử hydro trước, và nó sẽ có ba cái dạng khử. Nó có ba cái dạng khử. Thứ nhất là nó sẽ phân ra, cơ thể chúng ta sẽ phân ra khử những acid amin mà không phải là thuộc L-glutamate, và khử cái acid amin là cái dạng L-glutamate. Và trong đó người ta chia ra làm hai loại nữa. Nếu mà khử acid amin không phải L-glutamate thì có dạng khử trực tiếp và khử gián tiếp. Đó, khử trực tiếp và khử gián tiếp. Nếu như khử một cách trực tiếp, nhóm acid amin không phải là L-glutamate, thì nó sẽ thường cái sản phẩm tạo thành nó sẽ là kèm với một cái chất H2O2 và một cái chất độc của cơ thể. Còn nếu mà khử một cách gián tiếp L-glutamate thì nó sẽ tạo ra những cái sản phẩm không có cái chất độc cho tế bào. Và cơ thể chúng ta nó tự chia ra như vậy. Rồi, và khử amin mà gián tiếp, cái đó là khử hồi nãy cô đang nói là khử cái L-glutamate ha, nhưng mà khử một cách trực tiếp hoặc khử gián tiếp. Còn bây giờ khử amin gián tiếp có nghĩa là bao gồm hai bước chuyển và bước khử. Thì tất cả những cái acid amin mà không phải của glutamate thì sẽ khử theo cách này. Sẽ khử theo cách này. Này nó cũng hay rất là dễ nhầm lẫn nha các bạn. Rồi, sau khi khử
sau khi nó trải qua chế thành khử amin oxy hóa rồi thì các bạn thấy ha, là nó cái sản phẩm của nó tạo thành đó, là NH3, NH4 tách ra được cái dưới dạng đó. Thì NH3 này được tạo thành chủ yếu là ở các mô là do cái sự khử amin oxy hóa của cái giai đoạn 2 này mà nó tạo thành. Thì như vậy bản chất của NH3 là một cái chất độc đối với hệ thần kinh. Đó, khi mà bệnh nhân có cái nồng độ NH3 cao ở trong máu các bạn, mình có thể là sẽ dẫn tới phù não, hôn mê gan, phù não rồi hôn mê vân vân. Cho nên những một số cái bệnh lý ở gan á, gan là cái cơ quan mà sẽ sử dụng NH3 là nguyên liệu để tổng hợp thành ure. Đó, thí dụ như các bạn sau này các bạn đi làm thực hành lâm sàng, các bạn thấy một số cái bệnh lý ở gan á mà người ta bác sĩ lâm sàng hay cho chỉ định NH3 là để người ta xem coi gan này ảnh còn thực hiện được tốt cái vai trò mà tổng hợp ure mà lấy cái nguyên liệu là NH3 này hay không. Nếu mà gan nó suy, nó sơ, nó chai, nó suy giảm chức năng nhiều rồi thì cái nồng độ NH3 này á cao ở trong máu, vì ure nó không tạo thành được, khi đó ure nó không tạo thành được mà ngược lại NH3 cứ tăng cao trong máu. Nghĩa là bệnh gan ở giai, để đánh giá cái giai đoạn đó các bạn, giai đoạn của bệnh gan nữa. Đó, thì sau này mình nói là mình hiểu ha, mình hiểu là tại sao, tại vì cái trong cái quá trình khử amin oxy hóa này nó sẽ tạo thành cái NH3, sản phẩm của nó chủ yếu là tạo thành NH3 đó. Và NH3 là một cái chất độc của cơ thể, cho nên gan là đảm nhận cái vai trò là tổng hợp thành một cái chất khác không độc có tên là ure đó. Đó. từ cái nguồn nguyên liệu đó là NH3. Rồi, thì cơ thể vận chuyển NH3 như thế nào? Dưới hai dạng không độc, đúng không ạ? Cơ thể sẽ vận chuyển NH3 dưới dạng không độc bằng hai cách. Thứ nhất là nó sẽ vận chuyển NH3 từ những cái mô ngoài ở cơ về gan với thận dưới dạng glutamine. Đó. Và thứ hai là NH3 được vận chuyển về gan ở dưới dạng là alanin. Vì vậy, vì cái vai trò này đó các bạn, vì cái vai trò là các bạn thấy không, glutamine phải mang NH3 về gan và thận, alanin thì mang NH3 về gan. Vì cái vai trò này mà glutamine, gọi là glutamate, hiện diện trong những mô nhiều hơn là những cái acid amin khác. Các bạn hiểu chưa? Các bạn hiểu cái lý do mà tại sao như vậy không? Là tại vì nó đảm nhiệm, NH3 là chất độc, cơ thể chúng ta muốn vận chuyển ảnh được ở trong dòng đi máu để đi về gan để tổng hợp thành ure mà. Thì như vậy mình nó hóa ngụy trang, và để mà ngụy trang nó phải kết hợp với một cái anh khác đó. Thì như vậy thì khi mà vận chuyển về gan và thận thì NH3 được vận chuyển dưới dạng glutamine. Và tiếp tục như vậy, nếu mà được NH3 được vận chuyển về gan thì ở dưới dạng là alanin. Các bạn lưu ý nhớ ha, có những cái câu hỏi trắc nghiệm người ta hỏi thì học không kỹ là lầm. Đó, các bạn phải học nha, bài hóa sinh rất là khó các bạn. Đó, chính vì cái vai trò này, nhắc lại mà cái glutamine thì sẽ hiện diện nhiều hơn ở mô, nhiều hơn là những cái acid amin khác. Bên cạnh đó thì các bạn thấy là cái sự oxy hóa acid amin của vi khuẩn ở ruột chúng ta, có những cái hệ vi khuẩn đường ruột thì nó cũng sinh ra những cái NH3 này trong cái quá trình oxy hóa acid amin. Và cái lượng NH3 này cũng vậy, nó cũng sẽ từ ruột và nó được đổ vào tĩnh mạch cửa cũng để về gan. Nó đã có thêm một cái phần đó các bạn nói được cho các bạn biết thêm thôi. Đó, thì như vậy cơ thể chúng ta vận chuyển NH3 dưới dạng alanin và dưới dạng glutamine như thế nào? Thì các bạn thấy ha, đầu tiên là cái sự tạo thành alanin trước, thì các bạn thấy không? Glutamate nó vận chuyển NH3 ở dưới dạng glutamine về gan và thận. Rồi, sau đó nó chuyển một cái nhóm amin cho pyruvate nhờ các hoạt động của alanin aminotransferase, một cái enzyme tên là alanin aminotransferase. Rồi, và cái alanin này sẽ từ cơ
theo dòng máu về gan. Theo dòng máu đi về gan. Tại bào tương của tế bào gan, trong bào tương của tế bào gan đó, thì khi đó nó sẽ alanin này nó sẽ nhường lại một cái nhóm amin cho alpha cetoglutarate. Đó, thông qua hay là bằng thông qua cái phản ứng chuyển amin để nó hình thành, nó tạo lại cái glutamate và pyruvate. Thì hai cái anh này nghe cái tên có quen không ạ? Là hai cái anh này là các bạn đã học ở trong phần chuyển hóa carbohydrate rồi á. Thì cái anh pyruvate này ở trong gan thì được gan sử dụng để tổng hợp thành glucose, nhớ chưa? Những cái bài carbohydrate không? Rồi, khi đó thì cái nguyên liệu glucose này quay trở lại làm cái năng lượng để cơ thể sử dụng, đúng không ạ? À, hay là thậm chí là cụ thể là ở đây là cơ của chúng ta sẽ sử dụng cái nguồn năng lượng này. Đó. Rồi, đó là cái sự tạo thành cái alanin, các bạn ha, sự tạo thành alanin. Rồi, sự tạo thành glutamine thì như thế nào? Hồi nãy là cô đi cái slide kia nó lướt qua chút xíu, sự tạo thành glutamine. Rồi, nãy là alanine ha, còn bây giờ NH3 sẽ được vận chuyển trong máu dưới dạng glutamine để về gan và thận, đúng không ạ? Thì như vậy cái quá trình mà tạo thành cái glutamine này thì là nó phải nhờ một cái ATP và cái glutamine synthetase để nó tham gia, nó tạo thành cái glutamine này từ cái glutamate và thiamin NH4. Thì khi mà đến gan á các bạn, glutamine đến gan thì glutamine sẽ nhả ra, sẽ giải phóng nhả ra một cái ion amodi NH4 cộng và cái chu trình ure. Đó, và cái enzyme mà đóng cái vai trò này đó là glutaminase. Rồi, một phần glutamine được tạo thành rồi thì một phần nó sẽ đến thận và sẽ được giải phóng cái NH3 ra nước tiểu. Cho nên vì vậy mà các bạn thấy cái nước trong nước tiểu của chúng ta sẽ có cái mùi amôn nhất. Là do là glutamine đến thận và giải phóng một phần cái NH3 ra nước tiểu. Khó ha các bạn ha. Những cái phần này nó tương đối là nó khó, nó khô khan lắm, nó cứ mông lung mà nó trừu tượng. Cho nên là đánh giá là rất là khó, mà thì chúng ta cũng chả có cách nào khác, là chúng ta phải học thuộc thôi. Đôi khi là cái gì trong tự nhiên rồi nó thuộc về tự nhiên như vậy thì mình phải chịu khó mình học thuộc, mình phải học thuộc lòng. Nhưng mà ví dụ như các bạn về, các bạn mở những cái tài liệu tham khảo ra thì có những cái sơ đồ thì mình nhìn vào đó. Nhưng mà sơ đồ chứ người ta cũng mô tả lại thôi, người ta cũng mô tả lại những cái kiến thức này thì chúng ta cũng phải bắt buộc phải học thuộc thôi. Không có cách nào khác. Rồi, tất cả mình đi qua cái ba cái giai đoạn rồi. Bây giờ cái giai đoạn thứ tư đó là cái chu trình ure. Có nghĩa là NH3 sẽ được dùng làm nguyên liệu để tạo thành ure như thế nào. Nào các bạn thấy ha. Đầu tiên, bạn thấy ion amoni từ cái sự thoái hóa axit amin. Đó. Nếu mà nó không được tái sử dụng để tổng hợp cái axit amin mới á, hoặc là tổng hợp những cái hợp chất khác, thì chủ yếu thì nó sẽ được đưa vào ti thể của tế bào gan, và tại đây đó nó được gan tổng hợp thành ure và sẽ đào thải ra ngoài khỏi cơ thể. Đó. Nhắc lại cái ion amoni mà hồi nãy giờ chúng ta đã trải qua các cái giai đoạn đó, chúng ta thấy nó đã được tạo thành từ cái gọi là cái quá trình thoái hóa axit amin đó, nói chung là như vậy. Thì nếu như cơ thể chúng ta không có sử dụng lại cái amoni này để tổng hợp với axit amin mới ha, thì đó là cái mục đích mà cái mục tiêu của quá trình thoái hóa protein. Thì nếu như không sử dụng tổng hợp axit amin mới thì nó làm cái gì? Chắc chắn là nó sẽ được đào thải ra ngoài, vì nó dư thừa là nó độc mà, nó độc cho cơ thể, và nó sẽ được đưa tới ti thể của tế bào gan. Đó. Gan tại đây nó được tổng hợp thành ure và được đào thải ra ngoài. Thì cái quá trình tạo thành ure này nó bao gồm 5 giai đoạn.
hay người ta còn gọi là nguyên cái chu trình ure. Năm giai đoạn đó là sẽ đã ở sau. Thứ nhất là tổng hợp thành carbamol phosphate. Rồi. Một tí xíu nữa đây cô kể tên năm cái giai đoạn này thôi, tí xíu có cái hình rồi mình sẽ nói cụ thể. Thứ hai là cái giai đoạn tạo thành citrulline. Thứ ba tạo acidosuccinate. Giai đoạn thứ tư giai đoạn tạo arginine. À, giai đoạn thứ năm là giai đoạn thủy phân arginine để tạo thành ure. Thì đây là năm cái giai đoạn của cái chu trình ure, chúng ta đi vào cái sơ đồ. Ta đi vào cái sơ đồ ha. Chúng ta thấy nè. À, đây là cái chu trình ure, ure cycle ha, chu trình ure. Thì các bạn thấy cái nguyên liệu đầu tiên mà các bạn nhìn thấy đó là cái NH3, NH4+ đó. À, trong cái quá trình thoái hóa axit amin tạo ra, à, nó kết hợp với cái anh CO2 mà của cái cơ thể chúng ta được đào thải CO2 và nước. Đó, lúc nào cái quá trình chuyển hóa thì thường cái nguyên liệu và nhất là những cái nguyên liệu từ cái sự thoái hóa đột tích ấy, nó cũng sẽ tạo thành CO2 và nước. Đó. Thì các bạn thấy là ure CO2 cộng với NH3. Rồi, nó sẽ tạo thành cái carbamol phosphate. Đó là cái giai đoạn đầu tiên. Kết hợp với CO2 thì các bạn thấy cũng có thể CO2 đó bạn từ quá trình hóa tế bào tạo ra nữa, mình học rồi mình biết rồi ha. Thì nó kết hợp với dòng amoni, nhắc lại cô đã nói rất kỹ, nó đi nói lại cái này rồi. Đó là cái giai đoạn đầu tiên để tạo thành cái carbamol phosphate. Và cái enzyme mà tham gia vào cái giai đoạn 1 này, vào cái phản ứng đầu tiên này, đó là cái carbamol phosphate synthetase. À, các bạn thấy cái sơ đồ á, là các bạn thấy cái xanh dương á, xanh dương thì đó là cái sự tham gia của một cái enzyme mà vào trong một bất kỳ của một cái phản ứng nào thì người ta thường hay viết ở trên cái mũi tên á, đó là cái enzyme tham gia. Và cái mũi tên chỉ ra, mũi tên từ cái sơ đồ mà nó chỉ ra ngoài nghĩa là cái chất mà nó được giải phóng. Ví dụ như ở đây là cái chất một chữ màu xanh lá cây là cái chất mà được giải phóng từ cái quy trình phản ứng đó. Và cái chất mà tham gia thì chỉ cái mũi tên vô, các bạn thấy không? Đó. Thì rồi thì các bạn thấy ha, đó là cái giai đoạn đầu tiên. Rồi cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn tạo thành citrulline. Nè, các bạn thấy đây giai đoạn thứ hai sau khi carbamol phosphate được hình thành rồi, được tạo thành rồi thì nó sẽ là cái chất mà nó cung cấp cái nhóm carbamol cho cái ornithine để tạo thành cái citrulline này. Thì cái ornithine cộng với carbamol phosphate này nó sẽ tạo thành cái citrulline nhờ cái sự tham gia của ornithine carbamol transferase. Đó. Ở trong ti thể tế bào gan. À, thì cái quá trình này á, à, ở trong sơ đồ này nó không vẽ nhưng mà trong tài liệu thì các bạn sẽ thấy rằng trong cái quá trình mà tạo thành cái citrulline này tại ti thể tế bào gan thì đồng thời nó sẽ giải phóng luôn một cái nguyên tử phosphate, các bạn, phosphate vô cơ, nó ở dưới cái dạng hợp chất H3PO4 đó. Nha. Ở đây thì nó không vẽ, cái sơ đồ này nó hơi thiếu cái đó. Đây là để nó tạo thành cái citrulline. Rồi. À, giai đoạn thứ ba là các bạn thấy giai đoạn tạo thành arginosuccinate đây, arginosuccinate đây. Đó. Thì từ citrulline này, cái nhóm amin thứ hai sẽ được đưa đến cho chu trình ure nhờ cái một cái chất mà được hình thành từ quá trình vận chuyển amin trong ti thể đó, thì đó là cái aspartate. Đó thì cái nhóm amin của aspartate này đã mà được đưa vào đến cho trình ure để nó tham gia, nó tạo thành cái arginosuccinate này nè, đó là cái tên là acid amin, tên là aspartate. Rồi, nó ngưng tụ với cái nhóm carbonin trong cái phân tử citrulline này. Nó tạo thành arginosuccinate và nhờ cái enzyme tên là arginosuccinate synthase. Synthesa cũng là nó, mà synthase cũng là nó các bạn, là một cái enzyme mà tổng hợp. Rồi đây là cái phản ứng thứ ba đúng không ạ? Rồi phản ứng thứ năm là từ cái arginosuccinate này,
các bạn sẽ thấy là sẽ tạo thành được cái arginine. Acinosuccinate này tạo thành arginine thì khi đó cơ thể chúng ta sẽ có một cái enzyme tên là acinosuccinate lyase để cung cấp cho cái phản ứng này để nó cắt acinosuccinate, phân cắt cái anh phân tử acinosuccinate này. Đồng thời nó sẽ giải phóng ra được arginine và fumarate. Đó. Để các bạn biết là cái fumarate này là quen không ạ? Nó sẽ đi vào, chắc không nhớ, nó đi vào chu trình acid citric các bạn, hay còn gọi là chu trình Krebs, học rồi ha, là cái anh fumarate này ha. Như vậy thì cái quá trình phân cắt cái arginosuccinate này bằng một cái enzyme có tên là arginosuccinate lyase tạo thành arginine, đồng thời cũng tạo thành fumarate. Fumarate lại tiếp tục đi về cái chu trình acid citric, nó đi theo cái nhánh khác, hướng khác. Còn arginine thì khi lúc bấy giờ thì sẽ tiếp tục tạo thành cái arginine, đồng thời giải phóng ra phân tử ure. Cái lúc này đây là cái phản ứng số 5, là cái phản ứng cuối cùng. Thì các bạn thấy ha, là cái arginine này sẽ bị một cái enzyme tên là arginase thủy phân. Đây có sự tham gia của nước thì chúng ta gọi đó là phản ứng thủy phân. Thủy phân để giải phóng một cái anh ure và cái anh arginine. Như vậy đây là phản ứng số 5, cũng là cái phản ứng cuối cùng trong cái quá trình tạo ure. Tới đây ure được hình thành rồi nè các bạn. Đó ha. Và arginine này thì làm sao? Thì nó lại tiếp tục vận chuyển vào ti thể tế bào gan để đi thực hiện một cái vòng đời khác, một cái vòng khác của chu trình ure. Tiếp tục quay trở lại ha các bạn. Arginine nè, đây tiếp tục quay trở lại cái vòng đời của cái chu trình ure. Có nghĩa là cùng với cái anh carbamoyl phosphate này đó đi vào cái phản ứng số 2 tạo thành citrulline ở đây. Mà các bạn biết đây là giai đoạn 1 ha, 1 là trên này nha các bạn, là từ CO2 nè, từ cái NH3 được tạo thành đó, cộng với CO2 tạo thành carbamoyl phosphate này đó, của cái giai đoạn 1. Rồi, còn cái arginine này là cái phản ứng số 5, phản ứng cuối cùng. Thì hai cái anh này đó, cái thằng anh số 1 cộng với lại cái anh số 5 là cuối cùng là hai cái anh này gặp nhau tạo thành cái citrulline. Rồi, như vậy thì các bạn thấy là nếu như vậy thì chúng ta xét một cách độc lập về cái chu trình ure. Và như vậy để tổng hợp ra chu trình ure thì các bạn thấy phải có những cái nguyên liệu gì đây? Chắc chắn là phải có NH3 rồi, đúng không ạ? NH3, một phân tử NH hay là gọi là NH4 cộng tự do, cộng với một cái phân tử CO2 từ cái quá trình hô hấp tế bào, mà thường là nó được sẽ ở dưới dạng HCO3 trừ đó. Rồi thêm vào đó là một cái nhóm amin cho aspartase cung cấp. Rồi một nhóm arginine làm mồi, một nhóm phân tử arginine làm mồi, hay nó còn gọi là cái sản phẩm cuối cùng của cái chu trình ure tạo thành đó, nó là một chất mồi đó. Rồi có cái này, có một cái chất mồi này, có những cái nguyên liệu ban đầu cộng với cái chất mồi đó thì nó mới đi tiếp tục được đến cái phản ứng số 2, các bạn thấy không? Nó mới đi tiếp tục được cái phản ứng số 2. Rõ ràng, nếu như các bạn thấy, nếu như cơ thể không tổng hợp được cái anh carbamoyl phosphate này ngay từ đầu cái dạng 1, thì chắc chắn là NH3 sẽ bị ứ lại rồi. Tại vì muốn đào thải anh này, muốn tổng hợp anh này là tạo thành ure, thì chắc chắn nó sẽ trải qua cái giai đoạn đầu tiên là kết hợp giữa CO2 và NH3 để tạo thành cái carbamoyl phosphate này. Như vậy bất kỳ một cái lý do nào đó mà không tổng hợp được carbamoyl phosphate, chắc chắn là cái con đường tổng hợp ure nó bị tắc nghẽn. Hoặc có thể cũng không phải là do, có thể là do những cái nguyên nhân khác nữa. Ví dụ như bất kỳ trong năm cái phản ứng này, các bạn thấy nó bất kỳ ở cái giai đoạn nào thì nó cũng không tổng hợp thành ure được. Quan trọng đầu tiên là phải tạo thành được anh này. Nhưng sau đó các bạn thấy ha, nếu như trong bất kỳ năm cái giai đoạn này, năm cái phản ứng này mà tắc nghẽn tại bất kỳ phản ứng nào của cơ thể, thì
nó đều trì trệ lại, đều ứ trệ lại cái NH3 hết á. Đó, và cơ thể chúng ta sẽ có một cái bệnh lý, triệu chứng gọi là hội chứng tăng NH3 trong máu. Hội chứng tăng NH3 trong máu. Hoặc cũng có thể các bạn thấy rõ ràng là trong tất cả những cái năm cái phản ứng này đều có sự tham gia của những cái enzyme vào trong năm cái phản ứng hết. Thì các bạn thấy rõ ràng nếu chỉ cần một cái hoạt động nào của một cái enzyme nào bị lỗi, nó không có phát huy hết được cái tác dụng của nó, thì rõ ràng là cái chương trình ure này nó cũng bị trì trệ. Đúng không ạ? Ví dụ như cái enzyme nó bị thay đổi cấu trúc nè. Đó, nó bị sai lệch trong cấu trúc rồi, hoặc là những cái hoạt tính enzyme nó không có hoạt động được. Enzyme nó bị bất hoạt vì cái lý do gì đó chẳng hạn. Thì các bệnh lý, ví dụ như trong những cái bệnh lý suy giảm chức năng gan. Đó, nó làm thay đổi một số cái cấu trúc hoặc cái hoạt tính enzyme. Thì cuối cùng cái hậu quả của nó mà sẽ đều làm tăng cái NH3 trong máu và sẽ dẫn đến một số cái hậu quả nặng nề cho bệnh nhân. Trong đó là cũng có thể là dẫn tới cái vấn đề là tử vong. Người bệnh sẽ bị tử vong do tăng NH3 cao ở trong máu. Rồi. Cô ơi, cho em hỏi. Hỏi đi em. Dạ, thì cô nói là có giải phóng nhóm phốt phá là ở phản ứng số mấy á cô? Phản ứng số 2 đó các bạn. Dạ, em cảm ơn cô. Bây giờ là 15:23 rồi, để cô xem thôi. Như vậy thôi mình đi hết đi rồi, hai cái này cũng dễ thôi. Hai cái này cũng dễ rồi, chúng ta nghỉ giải lao ha. Sắp hết rồi chúng ta học hết cái này thì ngắn thôi. Cái quan trọng nhất là các bạn phải hiểu được cái quá trình mà tổng hợp ure từ cái nguyên liệu là NH3. Đó. Từ cái mà cái nguyên liệu chủ yếu á, nó là cái phân tử NH4 và một phân tử nước. Đó, mà NH4 thì các bạn thấy nó là sản phẩm có được là do sự thoái hóa axit amin. Thì cơ thể chúng ta sẽ nó chỉ sử dụng một phần để nó tổng hợp axit amin mới thôi các bạn. Nó sử dụng vào cái mục đích mà tổng hợp thành cái protein mới đó thì nó ít thôi. Đó. Cho nên là phần còn lại nó sẽ được đào thải ra ngoài. Và tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ đi vào cái D là cái thoái hóa nhóm carboxin. Thoái hóa cái nhóm carboxin của một cái axit amin. Là cái giai đoạn thứ hai. Cái quá trình thứ hai trong cái toàn bộ cái quá trình thoái hóa một axit amin là thoái hóa nhóm carboxin. Thì cái nhóm alpha carboxin của một cái axit amin á thì nó sẽ được khử bởi cái enzyme tên là decarboxylase với cái sự tham gia của cái coenzyme là pyridoxine phosphate hay là gọi là vitamin B5. Đó. Thì khi đó với cái coenzyme này tham gia vào cùng với lại cái enzyme decarboxylase thì sẽ một cái nhóm alpha carboxylase của một acid amin sẽ bị khử. Và acid amin đó sẽ được chuyển thành amin hoặc là cái diamin tương ứng. Đó, ví dụ như các bạn thấy sẽ trong một cái acid amin tên là histidine á, thì thường nó sẽ được cái enzyme tên là histidine decarboxylase khử để tạo thành histamine không. Hoặc là các bạn có thể đọc thêm ở trong tài liệu thì các bạn thấy có một số cái acid amin khi mà nó được khử bởi cái enzyme này thì nó sẽ tạo thành những cái chất khác và được cơ thể có một cái vai trò nhất định trong cơ thể chúng ta. Nếu như cái quá trình này nó bị ngưng lại, nó bị trì trệ vì bất kỳ cái lý do gì đó, ví dụ như lỗi ở những cái enzyme không có tham gia thúc đẩy quá trình này xảy ra được, thì nó sẽ không tạo được một số cái chất mà có vai trò sinh học trong cơ thể. Thì cái bài này nó thuộc về cái bài rối loạn chuyển hóa protein, thì các bạn không học. Ở bên cái khối cử nhân xét nghiệm á, thì cô có dạy những cái bài hóa học về protein này, rồi sau đó là chuyển hóa và rối loạn chuyển hóa protein. Thì khi mà mình học cái phần rối loạn chuyển hóa này á, thì mình mới học sâu về cái vấn đề mà
thoái hóa nhóm capucin này mà cái quá trình này nó bị lỗi thì nó sẽ tạo ra một số cái bệnh lý nhất định. Ví dụ vậy, ví dụ như trong bệnh bạch tạng đi, thì các bạn thấy là do nó thiếu hụt cái enzyme enzyme tyrosina chẳng hạn, vậy thì nó gây ra cái bệnh là cái triệu chứng chúng ta quan sát được đó là mất cái màu sắc, cái màu sắc của da đó, thì nó tạo thành cái bệnh bạch tạng. Ví dụ vậy thì đó là một trong những cái gọi là cái rối loạn chuyển hóa protein, một cái bệnh do rối loạn chuyển hóa protein mang lại, mà cụ thể là trong cái bệnh bạch tạng thì đó nó thiếu hụt mất cái enzyme tham gia vào cái quá trình này, nó tự tạo thành cái sắc tố mật, cái sắc tố da này chứ. Đấy, thì cái bài nó sâu lắm cho nên cho mình nói sơ sơ vậy cho các bạn biết thôi. Rồi, thoái hóa khung hydrocarbon là cái giai đoạn cuối cùng trong cái cả một cái quá trình thoái hóa protein. Thì cái mục đích ở mình, ở động vật có xương sống nói chung đấy các bạn, ở động vật có xương sống nói chung thì có khoảng 20 acid amin. Thì tương ứng với 20 cái acid amin này, nó sẽ có 20 cái con đường chuyển hóa khác nhau trong cái giai đoạn mà thoái hóa khung hydrocarbon. Thì nó thoái hóa bằng những cái con đường nào đi chăng nữa, nhưng mà cái cuối cùng á, thì nó cũng tạo ra những cái sản phẩm trung gian như là pyruvate, acetylenzyme A, fumarate chẳng hạn. Thì các bạn thấy những cái hợp chất này có quen không? Những cái sản phẩm trung gian này có quen không? Các bạn học trong cái bài chuyển hóa carbohydrate rồi ha, các bạn sẽ thấy nha, đây là những cái sản phẩm trung gian mà nó sẽ đi vào cái chu trình Krebs. Cái chu trình cái bài không phải, các bạn học cái bài thoái hóa những cái hợp chất trong cơ thể đó được giới thiệu chung rồi. Bài đầu tiên thì các bạn cũng đã biết cái chu trình Krebs rồi. Thì tùy theo cơ thể, tùy theo cái nhu cầu của mỗi cơ thể mà những cái sản phẩm trung gian này được cơ thể sử dụng hiệu quả như thế nào. Ví dụ như là tiếp tục để thiếu đường đi, cơ thể cần nhu cầu cần tạo glucose là cái nguồn năng lượng để cung cấp cho não chẳng hạn vậy, thì thiếu đường thì sẽ đi vào để tân tạo đường theo cái con đường tân tạo đường từ cái nguyên liệu là acid amin, gọi là glucogenic amino acid. À, các bạn học bài carbohydrate rồi ha, các bạn biết ha, cái từ tân tạo glucose có nghĩa là tạo thành gluco, nhưng mà nguyên liệu là không phải từ cái nhóm chất glucose đúng không ạ, glucogenic amino acid. Rồi, cũng có thể cơ thể chúng ta sẽ sử dụng những cái sản phẩm trung gian này để tạo thành năng lượng đó, bằng cách là đi vào cái chu trình acid citric. Thì có một số chất, ví dụ như các bạn thấy không, dùng để tân tạo đường thì chúng ta có thể sử dụng nguồn nguyên liệu là những cái hợp chất như là pyruvate nè, fumarate chẳng hạn đó, nãy mới nói đó, fumarate, oxaloacetate chẳng hạn đó. Thì đó là những cái sản phẩm trung gian mà cơ thể chúng ta có thể sử dụng tiếp tục để tân tạo đường. Rồi, nếu mà cần tạo năng lượng nói chung thì nó sẽ đi vào chu trình acid citric. Rồi, như vậy thì thiếu axit béo chẳng hạn thì có thể tạo axit béo hoặc là tạo thể ketone. Thì chẳng hạn như acetylcoenzyme A, đó là cái hợp chất trung gian mà dùng để tạo cái axit béo. Thì các bạn học bài thoái hóa lipid rồi ha, thoái hóa và tổng hợp lipid rồi đúng không ạ? Acetoacetylcoenzyme A hoặc là acetylcoenzyme A cũng được. Thì đó là những cái mà nó đi vào cái chu trình mà để tạo thể ketone hoặc là tạo axit béo, có tên là ketogenic amino acid đúng không ạ? Rồi, các sản phẩm trung gian đó thì có thể dùng, nhắc lại, với cái mục đích là: một, tân tạo glucose; hai, tân tạo năng lượng cho cơ thể, tạo năng lượng cơ thể; và thứ ba là tạo lại cái axit béo bằng qua cái quá trình thoái hóa khung hydrocarbon. Rồi thì khi mà có những cái câu hỏi người ta đặt ra cho mình, ví dụ như là các acid amin, cái quá trình thoái hóa của nó, thoái hóa khung hydrocarbon của nó thì sẽ tạo thành những cái hợp chất trung gian nào để đi vào chu trình acid citric, thì có những cái hợp chất trung gian nào thì các bạn kể tên ra, các bạn phải chọn được ha. Ví
ví dụ vậy, cô nói ví dụ vậy. Thì đó là ở trên trên slide cũng có đó. Rồi bây giờ đây cái hình chương trình assistic ha, đây là người ta vẽ cho mình thấy những cái acid amin nào sẽ tạo ra những cái hợp chất trung gian nào, và từ cái hợp chất trung gian đó cái mục đích cuối cùng là nó đi vào Krebs, nó tạo thành năng lượng cho cơ thể, hoặc có thể là tân tạo đường, hoặc có thể là tân tạo lại cái acid béo vân vân. Thì cái này là các bạn học cái bài hai cái bài trước rồi và cái bài này rồi, thì các bạn sẽ có một cái liên kết giữa cái quá trình thoái hóa nhóm chất carbohydrate, thoái hóa lipid và thoái hóa protein. Đó, nó có một cái sự liên kết với nhau. Và khi cái quá trình này, cái quá trình mà thoái hóa acid amin nó bị khiếm khuyết di truyền ở một số cái enzyme tham gia trong những cái phản ứng hàng loạt để giờ chúng ta trải qua đó, thì nếu như nó có cái sự khiếm khuyết về mặt di truyền đối với những cái enzyme này thì nó sẽ gây ra một số cái bệnh lý nó gây ra một số cái bệnh lý cụ thể. Thì nãy cô cũng nói sơ, thì cái này không phải mình chúng ta sẽ không học, nó sâu vô đây thì nó khó hơn không học. Thì nãy cô ví dụ cho các bạn bệnh bạch tạng á, rồi có một số cái bệnh ví dụ như là các bạn thấy một cái bệnh gọi là homocysteine niệu đó, thì cái triệu chứng là người ta sẽ quan sát thấy nó cái bệnh nhân bị yếu cơ đó, rồi tóc thì mỏng vàng, rồi bị tâm thần thì trì trệ vân vân. Thì đó là do nó thiếu hụt một cái enzyme tổng hợp lên cái anh đó, homocysteine đó. Đó, ví dụ vậy thôi. Rồi bây giờ cái mình nghĩ giải lao là bây giờ là 15:33, chúng ta nghĩ giải lao khoảng 15 phút thôi các bạn, là tới 4:15 ha. 4:15 đi, 4:10 gì đó, 15:20 gì đó nha. Rồi các bạn vào để chúng ta học tiếp cái phần số 2.
Rồi, chào các bạn, mời các bạn quay trở lại lớp ạ. Đây ha, hy vọng là các bạn đang nghe cô nói chứ ạ. Dạ, nghe rồi cô. À, rồi rồi. Thôi bây giờ qua cái phần số 1 á, thì thật sự và nói là nó cũng hơi khô khan. Ai cũng sợ chứ không phải gì, gì chỉ có các em thôi. Mình ngày xưa mình thi vào đây thì mình thi cái môn 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 toán hóa sinh đúng không? Thì đó, nhưng mà cái đó bây giờ là những cái phản ứng xảy ra trong cơ thể sinh vật sống. Đó, thì nó gọi là cái môn hóa sinh. Đó, nãy giờ là chúng ta học từ bữa đến giờ cái học phần hóa sinh là như vậy các bạn. Các bạn biết chưa hả? Các bạn biết cái cụm từ hóa sinh y học chưa? Đó thì đó là một hóa sinh y học mà chúng ta đang học á, các bạn đang học á, học phần hóa sinh y học. Đó là một cái khoa học về bản chất đang ở trong đó đó các bạn. Nó khó lắm, nó mô tả ở cái mức độ phân tử rồi. Mô tả ở mức độ phân tử của sự sống, bản chất của sự sống, và họ mô tả tới mức độ phân tử cực kỳ khó. Các bạn thấy ha, bây giờ thì hiện nay á, khoa học phát triển thì cái phân môn mà chúng ta đang làm quen á, đang làm quen đây nè, đóng góp vào rất là nhiều trong cái việc mà khám chữa bệnh cho bệnh nhân, rồi luôn cả những cái vấn đề về nghiên cứu khoa học đó, nghiên cứu về sức khỏe bệnh tật nói chung. Và hiện nay á, thì theo cô đánh giá đó, cái ngành hóa sinh của mình nè, cái ngành hóa sinh mà các bạn đang học hôm nay ấy, là nó bao phủ gần như mọi khía cạnh luôn đó các bạn. Về sinh học phân tử rồi đó, cho đến cơ thể sống, mô tả những cái sinh thái học, nó góp mặt trong rất là nhiều những cái khía cạnh của khoa học hiện đại, nhất là trong cái công tác chăm sóc sức khỏe ngành y tế mình. Ví dụ như bên xét nghiệm của cô đi, xét nghiệm về hóa sinh rất là nhiều, đánh giá rồi đi định lượng những cái nồng độ, những cái cơ chất mà trong cái cơ thể sinh vật sống á, đó nó tạo ra trong cái quá trình chuyển hóa, thì nó đại diện bằng những cái phản ứng hóa học đó các bạn. Đó, mình đi về sản phẩm tạo ra là cái gì đó, chúng ta mới đi làm định lượng, mình đo cái nồng độ của chất đó ở trong máu, trong nước tiểu, trong dịch sinh học nói chung, dịch sinh vật, dịch não tủy, dịch màng bụng, dịch màng phổi gì có hết. Đó. Và chủ yếu nhiều nhất là vẫn ở trong máu. Thế cho nên là đối với cô thì cô đánh giá là cái phần này khó các bạn, khó. Cho nên là người ta dạy y rồi răng hàm mặt rồi dược, xét nghiệm cho tới điều dưỡng của chúng mình để chúng ta đó, thì đều phải học qua những cái ngành này hết, những cái bài, cái môn này hết, thì nó là những cái môn cơ sở mà. Rồi thì cái phần đầu tương đối là nó hơi khô khan, khó khăn cho mình, và đó là cũng là mô tả những cái bản chất tự nhiên như cô nó chia sẻ vậy đó, thì cũng không có cách nào khác mà chúng ta phải đọc, đọc lùi một lần hiểu rồi đọc hai lần cũng chưa chắc hiểu đâu, hồi ba lần tới lúc thi còn quên đó. Rồi bây giờ chúng ta mới đi vào cái phần số 2, thì nó tương đối là nó dễ dàng hơn với mình, đó là nó vì sao, vì nó cụ thể. Cái phần 1 thì nó hơi trừu tượng đó, nó hơi trừu tượng, toàn là những cái phản ứng hóa học thôi, mà đó là những cái trong cái slide là toàn những cái được gọi là tóm gọn nhất cho mình rồi, không có cái nào gọn gàng hơn nữa. Rồi còn có phần thứ hai này thì nó đi vào từng cái xét nghiệm cụ thể. Ở trên lâm sàng là các bạn gặp hoài ha, sau này mình đi thực hành lâm sàng, mình lại làm việc cận kề với lại bên mấy cái bác sĩ lâm sàng á, họ chuyên là họ cho chỉ định, họ đọc, nhiều khi bác sĩ lâm sàng bận quá, mình là làm việc chung với bác sĩ mà, nên là họ đọc. Có khi là họ bệnh nhân đó cho anh cái xét nghiệm, hay cho chị cái xét nghiệm ure, rề, OTPT gì đó, thì đó là mình
chọn cho thôi. Nhiều khi rất là đông, bác sĩ đọc đọc cho mình thấy vậy. À, thì giờ hôm nay mình đi tìm hiểu như vậy những cái xét nghiệm đó là cái gì. À, thì cái phần 2 này là các xét nghiệm liên quan đến các sản phẩm thoái hóa từ thực tiết. Rồi, trước khi đi cụ thể vào cái phần về các xét nghiệm á, thì cô muốn là các bạn làm quen với cái nhóm protein trong máu. Thì người ta chia làm ba cái nhóm chính ở trong máu của mình á, người ta chia làm ba cái nhóm chính, là nhất là albumin thì nó chiếm khoảng từ 50 đến 55%, globulin là khoảng 39-45%, và cái phần nhỏ còn lại là cái phần fibrinogen thì khoảng từ 46%. Như vậy khi nói về một cái protein toàn phần thì các bạn phải hiểu, đương nhiên các bạn phải hiểu nó là bao gồm ba cái nhóm chính như vậy. Như vậy là albumin là chiếm nhiều nhất đúng không các bạn, hơn một nửa ha là albumin. Nhưng mà nó khác nha, khi người ta nói protein trong máu thì mình không có thể là mình nói nó là albumin được, rất nhiều người còn nhầm lẫn, cứ tưởng albumin là protein. Protein là protein toàn phần đó. Nó chỉ là nó gồm ba cái thành phần này lận, albumin chỉ là một cái phần đại lớn thôi, chiếm khoảng hơn một nửa trong cái protein thành phần này thôi. Rồi, vai trò của protein trong cơ thể thì các bạn thấy ha, rõ ràng hồi nãy là mình cũng đã học sơ rồi đó, sơ lược rồi đó, tham gia vào cấu tạo cơ thể, tham gia vào cấu trúc của cơ thể, đó, quá rõ ràng rồi đúng không ạ? Cụ thể hơn ví dụ như là albumin thì các bạn thấy ha, albumin có vai trò là tạo cái áp lực keo trong cỏ, nó để nó đảm nhiệm cái vai trò vận chuyển muối nước cho cơ thể của mình. Đó là vai trò của albumin. Rồi, giữ cân bằng cho cái độ pH của máu. Ở trong máu của chúng ta thì pH nó phải ở một cái nồng độ nhất định. Nếu như mà nó có một cái khoảng nồng độ nhất định các bạn, nếu như mà nó quá acid thì bệnh nhân cũng nguy kịch, hoặc là nó quá kiệt thì bệnh nhân cũng nguy hiểm. Thì người ta có gọi là chúng ta như là bên xét nghiệm á, thì sẽ có một cái gọi là cái bài vận chuyển muối nước và cân bằng acid base trong máu. Đó là trong đó ta đánh giá cái sự cân bằng pH máu này bằng những cái thông số nào chẳng hạn, hoặc đánh giá cái tình trạng muối nước ở trong vận chuyển muối nước của cơ thể chúng ta qua những thông số nào đó, chúng ta có cả những cái bài học như vậy. Thì đây bây giờ mình học mình biết cái vai trò để vận chuyển muối nước trong cơ thể mình là nhờ có cái áp lực keo của, mà cụ thể là của albumin. Rồi tiếp tục, globulin thì sao? Globulin thì sẽ đảm nhận là cái hàng rào miễn dịch để bảo vệ cơ thể chống lại những cái tác nhân gây bệnh, bằng cách là sẽ sản xuất những cái kháng thể phòng ngừa đó. Hoặc là có thể là khi mà chúng ta tiếp xúc với kháng nguyên rồi, tiếp xúc với vật lạ rồi, thì cơ thể chúng ta khi đó sinh miễn dịch thụ động. Thì đó là cũng là cái vai trò của những cái globulin miễn dịch đó. Tham gia vào quá trình đông máu thì các bạn thấy có một cái lượng nhỏ là fibrinogen, khoảng từ 4 đến 6% là cái phần thành phần ít nhất, thì nó cũng có một cái vai trò nhất định ở đây, đó là cái vai trò đông máu, góp phần tham gia vào quá trình đông máu của cơ thể. Cho nên khi mà thực hành lâm sàng, các bạn sẽ thấy là với một cái bệnh nhân mà làm cái bộ tiền phẫu thì có thể người ta cho là cái bộ xét nghiệm đông máu TQ-PCK, thì cũng là để khảo sát cái yếu tố fibrinogen này là yếu tố một tham gia vào cái con đường đông máu ngoại sinh. Ví dụ vậy thì chúng ta cũng là một để chúng ta có thể làm cái con đường ngoại sinh tổng quát luôn. Đó, thì chúng ta cũng biết được là cái fibrinogen này nó có bình thường hay không. Hai là cũng có một cái những cái xét nghiệm mà định lượng hẳn luôn cái nồng độ fibrinogen này trong máu luôn. Thì nó có, đó là chúng ta hiểu, đó là một cái thành phần trong cái protein toàn phần của mình. Rồi, vận chuyển protein còn có vai trò vận chuyển các hormone, các enzyme. Về globulin á, thì các bạn thấy người ta sẽ phân ra làm ba cái loại globulin chính ở trong cơ thể mình. Thứ nhất là alpha globulin, anh này anh được tổng hợp ở gan,
người ta còn phân ra loại alpha 1 và alpha 2. Alpha, beta, gamma, tên nó đi theo cái thứ tự như vậy các bạn. Rồi alpha, beta globulin thì cũng được tổng hợp ở gan, thì nó bao gồm những cái tên như là transferase nè, plasminogen, LDL, các cụ thể. Thì như vậy thì khi mà ta nhắc tới transferin thì các bạn phải hiểu đó là một cái dạng protein, mà cụ thể là nó là một dạng globulin, beta globulin. Rồi gamma globulin thì sao ha? Globulin cũng nhắc lại ha, globulin là nó có ba loại. Hay các bạn có nghe tiếng chuông điện thoại của reo không vậy? Xin lỗi, cô đang có cái điện thoại đang cô tắt rồi. Rồi tiếp tục, cái gamma globulin thì là người ta còn gọi đó là cái globulin miễn dịch ha. Thì hồi nãy mình chỉ biết là globulin là nó có vai trò tạo cái kháng thể miễn dịch cho cơ thể, là cái nơi mà cái hàng rào chống lại những cái bệnh tật, chống lại những cái tác nhân gây bệnh. Thì bây giờ cụ thể hơn đó là vai trò của gamma globulin là được các tế bào lympho B sản xuất ra, bao gồm các kháng thể như là IgA, IgD, IgE, IgM. Thì đó là năm cái loại globulin miễn dịch mà sau này các bạn thực hành trên lâm sàng, các bạn cũng sẽ thấy có một vài cái bệnh lý mà bên lâm sàng họ sẽ chỉ định cho chúng ta đi làm cái định lượng cái nồng độ IgG, IgM trong một các cái bệnh lý mà thường hay gặp. Ví dụ như các bạn thấy những cái bệnh lý tự miễn, người ta cũng cho định lượng những cái globulin miễn dịch này. Rồi một số cái bệnh lý khi mà nhiễm những cái tác nhân gây bệnh, ví dụ như các bạn nhiễm H. pylori á, người ta muốn xác định là mình đã cái tình trạng của mình thế nào, tình trạng miễn dịch của chúng ta thế nào, như thế nào đối với cái anh H. pylori ở dạ dày. Thì có một số bệnh nhân họ sợ đau các bạn, họ không có nội soi được, họ nhát đó, họ không nội soi thì họ không có tìm được cụ thể cái tác nhân gây bệnh là cái vi khuẩn H. pylori đó, cho nên là họ có thể chuyển qua là họ định lượng cái nồng độ kháng thể H IgM của H. pylori này đó. Nếu mà nó xuất hiện thì cho biết là vì các bạn biết cái kháng thể IgM này nó xuất hiện ở giai đoạn cấp tính. Cho nên khi mà có cái nồng độ IgM này cao đối với cái vi khuẩn H. pylori thì người ta cũng có thể xác định bệnh nhân đang bị nhiễm. Đương nhiên là trên lâm sàng để quyết định điều trị hay không thì người ta sẽ dựa vào một số yếu tố khác nữa. Ví dụ như người ta tìm hẳn ra là cái con đó có xuất hiện của anh đó hay không bằng cách người ta nội soi, người ta lấy cái dịch dạ dày. Thì người ta khi mà có xuất hiện anh đó thì người ta mới lên cái phác đồ điều trị. Thì tùy quan điểm lâm sàng, nhưng mà có nhiều khi bệnh nhân không làm được nội soi dạ dày vì người ta sợ. Rồi, vậy ha, mình giới thiệu chung về cái nhóm, cái thành phần và protein. Rồi bây giờ chúng ta mới đi vào các xét nghiệm liên quan. Thank you.
Rồi bây giờ các bạn thứ nhất là các bạn đi vào cái xét nghiệm định lượng protein thành phần trong huyết thanh. Thì ở trên lâm sàng á, các bạn sau này mình đi làm thì mình sẽ gặp cũng tương đối là gọi là những cái một trong những cái xét nghiệm gọi là tổng quát đó các bạn. Thì thường là người ta sử dụng cũng rất là nhiều, không có xa lạ gì hết. Thì các bạn nhìn vào cái phần mục đích ha, nhìn vào cái phần mục đích thì các bạn thấy ha, để sử dụng chẩn đoán và điều trị những các bệnh lý có liên quan tới gan thì người ta cũng là sử dụng cái anh xét nghiệm protein toàn phần này ha, ha, liên quan tới thận, có thể là tỷ tủy xương và một số cái bệnh lý chuyển hóa. Trong cái đánh giá dinh dưỡng của một cơ thể thì người ta cũng có thể sử dụng cái xét nghiệm này đó, xem mà bệnh nhân có đầy đủ dinh dưỡng hay không, hay là bị thiếu hụt thì cái nồng độ protein này nó sẽ giảm tương ứng tới đâu, thì để đánh giá tình trạng dinh dưỡng, bị suy dinh dưỡng, đến đó người ta có những cái phác đồ điều trị hợp lý. Người ta cũng có thể sử dụng xét nghiệm protein toàn phần này để sàng lọc những cái bệnh lý rối loạn tổng hợp lô lên miễn dịch đó. Thì đó là cái mục đích sử dụng của xét nghiệm. Giá trị tham chiếu thì các bạn hiểu ha, nói sơ để cho các bạn nắm là cái giá trị tham chiếu này ha, người ta còn gọi là ở các bệnh viện thì đôi khi người ta còn dùng cái cụm từ cũ đó, người ta sử dụng là giá trị bình thường. Thì thật ra thì tốt nhất là mình cũng không nên dùng cái giá trị bình thường, vì bình thường đối với người này nhưng có thể cũng không bình thường đối với người kia. Và cái giá trị này người ta lấy được là trên khoảng 95% cái dân số người ta không có biểu hiện bệnh thôi. Cái giá trị này á, cái cách làm giá trị tham chiếu này như bên xét nghiệm cô thường hay có dạy cho các bạn á, là người ta sẽ làm một cái nghiên cứu và người ta khoảng 95% dân số nghiên cứu có những cái giá trị nằm trong khoảng này, không có biểu hiện bệnh lý, những người khỏe mạnh, thì người ta gọi đây là những cái giá trị tham chiếu. Thế cho nên nếu chúng ta bình thường, lỡ may trong đó cái 5% còn lại ha, 5% còn lại thì 2,5% là nó nằm ở giá trị cũng trên mà cũng không có bệnh, và 2,5% còn lại nó nằm cái giá trị dưới, đó nghĩa là ngoài khoảng 95% đó nhưng mà người ta cũng không có bệnh lý đó. Thế cho nên cái 95% này được lấy và người ta gọi là giá trị tham chiếu. Thì lỡ đâu chúng ta rơi vào 2,5% trên hoặc 2,5% dưới thì sao ạ? Thì chúng ta cũng đâu có bệnh, đúng không? Cho nên nếu chúng ta dùng cái cụm từ là giá trị bình thường thì đôi khi nó sẽ làm là cho lâm sàng hoặc là cho ngay cả bản thân người được xét nghiệm đó, người ta đọc vô thì người ta thấy người ta khác đi với lại sau cái nhóm, thì người ta cái nhóm tham chiếu đó thì người ta lại nghĩ là người ta bị bệnh lý đó. Cho nên là hiện nay thì những cái nước tiên tiến trên thế giới người ta cũng không còn sử dụng cái giá trị bình thường nữa đó các bạn ha. Thì mình đây là cô dùng cái chữ giá trị tham chiếu là như vậy, thì các bạn hiểu để sau này các bạn có một cái cách tư vấn về cái kết quả xét nghiệm cho bệnh nhân. Thì với cô thì cái xét nghiệm tham chiếu này các bạn học để các bạn nắm một cách tương đối. Còn về cụ thể là nó từ 4, ví dụ như trẻ em thì 0 đến 7 ngày tuổi, nghĩa là trẻ sơ sinh, thì nó có cái nồng độ protein toàn phần khoảng 46-70. Thì đây cái số, những cái con số này nó có tính chất tương đối thôi. Có một vài tài liệu khác thì người ta ghi có thể là 45-75 chẳng hạn, 50-75. Đó, thì cho nên cô sẽ không có hỏi những cái con số này khi các bạn ra thi trắc nghiệm. Tại vì như cô nói đó, giá trị tham chiếu thì tùy vào những cái cách mà phòng xét nghiệm họ sử dụng, cho nên cái con số này nó chỉ có một cái chung chung là như vậy thôi, chứ nó không thể nào chính xác. Đương nhiên là nó sẽ tương đồng một cách nhất chấp nhận được nha các bạn, chứ không thể nào một nơi thì ghi là ở trẻ sơ sinh thì 46-70 nhưng mà một nơi thì ghi từ 25-30 là nó đó là nó khách quá cách biệt cho không được. Rồi ví dụ như người trưởng thành nè thì khoảng từ 60-80, thì có một số đơn vị thì cổ chỗ khác người ta thì ghi là 58-78 thì mình chấp nhận được đó. Lý cho cô nói là mình không có phải học thuộc lòng những con số này để đi thi làm gì, nó tốn cái hại cái tốn cái bộ nhớ của mình thôi. Nhưng mà chắc chắn là chúng ta cũng phải nắm một cách tương đối để mai mốt sau này chúng ta sử dụng á, nó sử dụng trên lâm sàng chúng ta đọc kết quả cho bệnh nhân. Rồi thì đối với cái xét nghiệm protein toàn phần này thì người ta phải do cái tình trạng dinh dưỡng á, nó sẽ khác nhau ở những cái độ tuổi khác nhau, thế cho nên người ta phải phân ra khi mà xem xét đến một cái kết quả xét nghiệm, người ta phải phân ra làm nhiều cái mức tuổi khác nhau để đánh giá cho nó được sát sao hơn.
giá trị bệnh lý của protein huyết thanh thì khi nào nó tăng? Đấy, trong một số trường hợp như là mất nước nặng, máu bị cô đặc, đa u tủy xương, một số bệnh lý như vậy vì nhiễm khuẩn lâu ngày, mãn tính, và có một số bệnh lý về tự miễn mà liên quan tới cái tăng cái protein toàn phần này, mà cụ thể là sẽ tăng cái anh gamma globulin. Thì các bạn cũng thấy hồi nãy mình đã cô đã giới thiệu cho các bạn rồi, hai cái anh globulin miễn dịch mà cụ thể tên là gamma globulin, là nó sẽ đảm nhận những cái vai trò là tạo sinh kháng thể, năm cái loại kháng thể mà chúng ta thấy đó. Đó thì khi đấy thì cái nếu như mà bệnh nhân có một cái những cái bệnh lý tự miễn thì khi xác định thành phần gamma globulin này thì mình sẽ thấy là nó tăng. Đầu tiên các bạn chỉ thấy ví dụ như ta cho làm một cái protein toàn phần thôi, mình thấy nó tăng quá, mình không hiểu tại sao, thì khi đó mình phải đi định lượng chính xác ra những cái gamma globulin luôn thì mình mới biết được, hoặc có thể mình chạy điện di cũng có, mình xem cho nó tăng, nó tăng cái thành phần nào. Rồi giảm protein huyết thanh giảm trong trường hợp nào ạ? Đó, thì bệnh nhân bị hòa loãn máu, bệnh nhân ăn những cái thiếu dinh dưỡng lâu ngày, thì khi đó mình tiến hành mình định lượng protein máu này mình cũng sẽ thấy là nó giảm, mà tùy theo cái mức độ suy dinh dưỡng mà nó sẽ giảm tương ứng. Rồi trong những cái bệnh gan nặng đó bạn, gan là tổng hợp ra protein, bây giờ gan mà nó bị bệnh lý nặng thì nó sẽ suy giảm chức năng, nó không tổng hợp được protein nữa, dẫn tới cái chỉ số này sẽ giảm ở trong máu. Một số bệnh lý ở thận nó làm thất thoát cái protein ra ngoài đường, qua đường nước tiểu, ví dụ như trong hội chứng thận hư, ví dụ như bệnh đái tháo đường, nó đã ảnh hưởng tới cái năng thận rồi đấy. Thì là khi mình định lượng cái anh protein máu này, mình sẽ thấy bệnh nhân cũng sẽ bị giảm cái chỉ số này. Rồi tiếp tục có một số cái bệnh lý kém hấp thu các bạn, sao mình thì khi mà bệnh nhân thấy rằng bệnh nhân vẫn ăn uống đầy đủ, vẫn bồi bổ mà sao khi mình định lượng ra vẫn gầy gò xanh xao, rồi có những cái dấu hiệu mình trên lâm sàng khám phải có nghi ngờ một cái triệu chứng thì suy dinh dưỡng, thì người ta cho mình làm thì mình thấy protein giảm, thì nó cũng có liên quan tới một số cái ca bệnh về đường tiêu hóa đó, giảm sự hấp thu. Đó. Ung thư tăng dị hóa protein cho nên nó cũng giảm lượng này ở trong máu. Rồi cường giáp, các bạn biết hormone môn giáp là hormone môn điều phối cái sự tạo năng lượng cho cơ thể. Đó. Thì bây giờ nếu chúng ta bị cường giáp, có nghĩa là hormone môn giáp nó tiết quá nhiều thì nó cái nhu cầu về chuyển hóa tăng cao lên, làm cho cơ thể bị ốm o gầy mòn. Ở những bệnh nhân cường giáp đó các bạn, thường là họ sẽ ốm rồi tăng chuyển hóa, cho nên là họ sẽ nóng, sinh nhiệt mà các bạn, tăng cường chuyển hóa nên là sinh nhiệt, nó tạo nhiệt, nên cơ thể bệnh nhân nóng, nhiệt độ cao, rồi người bệnh nhân cảm thấy bức rất khó chịu này kia vân vân, cọc tính, nóng tính, không kiềm chế được. Rồi sau một số trường hợp nhiễm khuẩn thì cái protein trong huyết thanh này nó cũng sẽ giảm. Đây. Hồi nãy chúng ta cũng biết rồi ha. Tiếp tục lại cái nồng độ định lượng cái albumin trong huyết thanh, thì hồi nãy chúng ta cũng biết rồi, protein toàn phần thì bao gồm albumin, globulin và fibrinogen. Trong quá trình cô dạy cô cứ nói đi nói lại, nói đi nói lại hoài cho các bạn thuộc bài rồi. Thì bây giờ hồi nãy số 1 là chúng ta đi định lượng protein toàn phần đó, các bạn phải nắm được cái mục đích của xét nghiệm là gì ha. Giá trị tham chiếu thì cô nói rồi, cô sẽ không hỏi những cái con số cụ thể đó, làm cho các bạn sẽ khó khăn, vì cái đó sau này á mình thực hành lâm sàng nhiều mình sẽ thuộc thôi, tùy theo cái bệnh viện mà các bạn làm á, cái phòng xét nghiệm
tại cái cơ sở thực hành của mình ấy. Đó, người ta ép cái giá trị tham chiếu thế nào thì mình coi riết, mình hoặc gặp riết là mình thuộc. Còn đối với lại những cái bài thi trắc nghiệm thì thường thường cô sẽ không có cho ra những cái số này như để cho ra thi để làm khó cho các bạn thôi. Rồi, thì nhưng mà các bạn phải hiểu được cái mục đích của xét nghiệm và cái giá trị bệnh lý của nó. Giá trị bệnh lý của nó có nghĩa là nó sẽ tăng giảm trong những cái trường hợp nào. Thì ở đây là cô đã rút gọn cho các bạn rồi ha. Những cái cơ bản các bạn phải nắm. Rồi tiếp tục như vậy là cái cách học cái phần 2 này là như vậy ha. Các bạn sẽ học mục đích xét nghiệm và những cái giá trị bệnh lý của nó tăng giảm trong trường hợp nào. Rồi cái định lượng albumin huyết thanh thì cái mục đích của xét nghiệm là gì? Đó các bạn thấy cũng như vậy, cũng sẽ dùng để đánh giá một cái tình trạng dinh dưỡng của cơ thể. Đó thì nó cũng là một cái thành phần chiếm hơn gần hơn một nửa của protein rồi, cho nên là cái mục đích xét nghiệm của nó cũng tương tương với ăn protein, là để đánh giá một cái tình trạng dinh dưỡng của cơ thể. Rồi thứ hai là do là cũng được gan tổng hợp cho nên là cũng sử dụng cái xét nghiệm albumin này đánh giá một cái tình trạng của gan, cái này theo dõi những cái bệnh lý ha, phát hiện chẩn đoán một số cái bệnh lý ở gan. Giá trị tham khảo hay gọi là giá trị tham chiếu. À hồi nãy mình cũng biết rồi ha, albumin nó cũng đóng những cái vai trò thiết yếu trong cái việc duy trì áp lực keo và nó tham gia vận chuyển một số chất trong cơ thể. Đó, ví dụ như là nó sẽ vận chuyển những cái hormone nãy mình nói rồi đó. Thì như vậy khi chúng ta coi về giá trị tham chiếu của albumin thì chúng ta cũng phải phải chia làm những cái độ tuổi khác nhau. Sơ sinh dưới 6 tháng tuổi, rồi trẻ em thì người ta phân là dưới 16 tuổi và trên 16 tuổi. Đó, người thanh thiếu niên, người trưởng thành thì người ta chia làm trên 16 tuổi, thì cái nồng độ các bạn quan sát các bạn thấy nó cũng không có khác nhau lắm giữa cái độ tuổi chưa dưới 16 và trên 16 đúng không ạ? Nó cũng nhen như vậy. Thật ra ở trong xét nghiệm nó có những cái biến thiên sinh gọi là những cái độ lệch đó các bạn, độ lệch chuẩn cho phép á, thì giữa phòng này với phòng kia, giữa lần chạy này với lần chạy khác là cái sự biến thiên của nó 48 đến 52 là các bạn thấy là nó cũng đã có xảy ra rồi. Bao nhiêu đơn vị ạ? 4 đơn vị đúng không? Thì đó như cô nói, những cái sự biến thiên trong phòng xét nghiệm đã có thể tạo ra cái sự khác biệt này. Cho nên là các bạn thấy từ 32 đến 52 hay là từ 35 đến 48 thì thật ra không có nhiều cái thay đổi lắm. Chỉ nó có khác nhau là ở tuổi sơ sinh thì các bạn thấy cái nồng độ nó có thấp hơn em bé đó mới sanh ra. Đó, thì khi mình học cái cách mình học bài là như vậy, mình thấy cái nào nó có một cái sự khác biệt, ví dụ như từ 20 mà cái này 30 là các bạn thấy nó gần một nửa đúng không ạ, gần 50%, thì cái đó là cái sự khác biệt rõ rệt thì chúng ta phải lưu ý đó. Còn cái kia 32 với 35 thì nó cũng như nhau thôi. Và có một cái tỷ lệ trong xét nghiệm á, trên thực hành lâm sàng á bạn, thì người ta có cho ra một cái tỷ lệ albumin trên globulin, phòng xét nghiệm sẽ cung cấp cho chúng ta cái tỷ lệ này. Thì nếu như bình thường á thì cái tỷ lệ này nó phải lớn hơn 1 rõ ràng, tại vì nãy các bạn thấy á, albumin nó chiếm khoảng 50%, 55% đúng không ạ, globulin khoảng 40%, thì chắc chắn là bình thường, ở một cái trạng thái bình thường thì cơ thể cái tỷ lệ này nó sẽ lớn hơn 1. Nhưng khi cái tỷ lệ này nó đảo nghịch lại trở lại, nó nhỏ hơn 1 thì đây là đó có thể là phản ánh một cái tình trạng bệnh lý gì đó. Rồi. Được chưa ạ? Và hồi nãy chúng ta cũng thấy cũng biết ha, albumin còn để được đánh giá trong một số tình trạng bệnh lý mãn tính đó. Về giá trị bệnh lý của albumin thì như vậy, thì khi nào nồng độ của nó tăng giảm có ý nghĩa? Ví dụ các bạn thấy ha, khi chúng ta định lượng ra mà chúng ta thấy cái nồng độ albumin giảm có ý nghĩa thì có những nguyên nhân
chính và dẫn tới cái việc đó. Thì thường là các bạn thấy cô sẽ xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới, có nghĩa là những cái nguyên nhân mà gây giảm albumin nhiều nhất là nằm ở trên đầu tiên, rồi nó giảm dần ha, những giảm dần theo cái thứ tự mà cô sắp xếp trong slide đó. Thì đầu tiên ví dụ như suy giảm chức năng gan, các bạn thấy rõ ràng gan là nó giữ cái vai trò tổng hợp albumin. Bây giờ gan bị suy giảm do những cái tình trạng xơ gan rồi viêm gan mãn tính lâu ngày, hoặc là ở một số cái bệnh nhân nghiện rượu chẳng hạn, thì gan giảm tổng hợp dẫn đến cái chỉ số này sẽ giảm trong máu. Rồi, rồi chúng ta thấy giảm những cái hoạt động của tuyến giáp, nha, các phản ứng viêm cấp. À, trong những cái phản ứng viêm của cơ thể, những cái pha đáp ứng viêm cấp thì cái khi mình đo ra mình thấy nồng độ albumin này cũng giảm. À, trong những trường hợp mà viêm nhiễm mà mãn tính, nó bước qua khỏi cái giai đoạn cấp tính rồi nó trở thành mãn tính, nó trở nên mãn tính, thì mình quan sát là mình thấy cái albumin này cũng giảm. Rồi những cái hội chứng thận hư, viêm cầu thận, các bạn thấy ha, gọi là nói chung là những cái bệnh lý ở thận, thì mình quan sát mình cũng thấy là nó sẽ giảm tùy theo cái giai đoạn nha các bạn. Đối với bệnh lý thận thì chúng ta thấy là tùy theo cái giai đoạn mà cái lượng albumin này nó còn bao nhiêu, thấp là thấp bao nhiêu. Rồi trong những cái vấn đề về sinh lý, ví dụ như có thai hay là chúng ta sử dụng thuốc ngừa thai lâu ngày, thì nó cũng dẫn đến cái việc mà giảm một ít cái albumin này. Mất albumin qua bề mặt, như ví dụ những cái bạn tình trạng bị bỏng này, những cái bệnh lý về ruột mà liên quan tới tình trạng mẫn cảm với những cái thức ăn được đưa vào các bạn, hay nói là chúng ta gọi là dị ứng này, tăng mẫn cảm với gluten nè, gluten là nó có trong cái bột mì đó các bạn đó. Rồi viêm đại tràng mãn tính lâu ngày đó, thì nó sẽ cũng có quan sát thì người ta cũng thấy rằng nó cũng sẽ bị thất thoát một chút cái albumin qua cái bề mặt cơ thể. Chảy máu. Rồi. Như vậy thì có một số các bạn lưu ý là các bạn lưu ý là đối với một số những cái thông số xét nghiệm đó các bạn, thì nó thật sự có giá trị bệnh lý khi nào, ví dụ như là nó tăng hay nó giảm. Ví dụ như cái albumin vừa rồi đó, chúng ta thấy rõ ràng là khi mà cái nồng độ của nó giảm thì nó có ý nghĩa đó. Còn khi nồng độ nó tăng thì thường thường trên lâm sàng các bạn sẽ ít thấy cái chuyện này. Ví dụ như các bạn bị cô đặc máu, mất nước nhiều như vậy thì mình thấy, mình quan sát, mình định lượng nên mình thấy nó tăng, nhưng mà thật sự nó cũng không có ý nghĩa lắm trên lâm sàng, cho nên thường người ta cũng không có quan tâm tới cái giá trị mà nó tăng đó. Rồi trong viêm tụy cấp chẳng hạn, thì thường là người ta cũng ghi nhận được là có một số trường hợp cái albumin nó cũng tăng, nhưng mà ý là cô nói là nó cũng không có ý nghĩa lắm, cho nên người ta cũng không có được nhắc nhiều. Trong cái cách mà người ta thiết kế cái một cái tờ kết quả xét nghiệm đó các bạn, thì cái giá trị nào tăng thì có ý nghĩa thì người ta sẽ cài đặt nó trên cái hệ thống trả kết quả đó, là nó sẽ được cảnh báo. Còn ví dụ như cái nào nó giảm, nó không có ý nghĩa nhiều, thì người ta cũng không có cảnh báo khi mà nó giảm lắm đó, người ta chỉ có cài đặt cảnh báo khi mà nó lớn hơn cái con số cụ thể nào đó thôi. Thì cái con số cụ thể đó là cô đang muốn nói tới cái giá trị tham chiếu đó. Đó, thì có một số cái xét nghiệm thì các bạn sẽ thấy như vậy. Ví dụ như cô thấy cái bộ mỡ đi, cholesterol đi, thì đương nhiên các bạn biết cái cơ thể mà của mình không có cholesterol cũng không được, nhất là ở cơ thể đang phát triển đúng không. Nhưng mà ví dụ như người ta đang muốn đánh giá một cái tình trạng cái bộ bi lăng lipid đó mà nó có tăng là nó liên quan tới bệnh lý tim mạch đi, thì các bạn sẽ sau này các bạn sẽ thấy là người ta chỉ cài giá trị lớn hơn thôi. Bình thường cholesterol nó khoảng là phải nhỏ hơn 200 đi, bây giờ người ta chỉ cài là bình thường là nhỏ hơn 200 đó, mà nếu mà cứ lớn hơn 200 thì nó cảnh báo cho lâm sàng. Cái tờ kết quả xét nghiệm đó, người ta dùng một cái phần mềm để người ta cảnh báo lên. Nhưng mà thật ra các bạn thấy là khi mình học mình sẽ thấy là nếu như cholesterol giảm quá nó cũng không được. Đó, nhưng mà
ở đây nói cho các bạn hiểu để sau này biết à, tại sao mà giảm không thấy nhắc nhớ gì hết mà cứ tăng thì mới nhắc, là do cái tình trạng giảm đó nó cũng không có ý nghĩa lắm trên lâm sàng, và người ta chỉ quan tâm tới khi mà nó giảm ở một số cái cơ thể nhất định thôi, một số cái độ tuổi nhất định thôi. À, thì có thể là vô cái bệnh viện chuyên ngành, à, bệnh viện nhi này kia nọ thì người ta có quan tâm chẳng hạn vậy. À, thì tùy theo cái bệnh nhân của mình mà người ta quan tâm tới những cái giá trị bệnh lý thật sự mà có ý nghĩa. Rồi, các bạn sẽ đi vào cái xét nghiệm tiếp theo, đó là cái xét nghiệm định lượng protein nước tiểu trong 24 giờ. Hồi nãy giờ chúng ta đi là định lượng protein máu ha các bạn. Sau đó là định lượng albumin máu. Bây giờ là định lượng albumin protein trong nước tiểu mà phải là nước tiểu 24 giờ. Như vậy thì rõ ràng các bạn thấy ha. À, bình thường trong nước tiểu mình là không có chứa protein. Hồi nãy giờ mình thấy rồi đó, mình học mình thấy rồi, albumin trong một số cái bệnh lý về thận thì albumin nó mới bị thất thoát qua đường nước tiểu đó, mình định lượng nó được trong máu. Bình thường thì cơ thể mình nó không, nước tiểu không có chứa protein, hoặc là nói đúng hơn, nói chính xác hơn là nó chứa rất là ít, nó chứa một cái lượng nhỏ khoảng 150 mg đó. Thì người ta xem coi như là không có. Và máy, những cái máy xét nghiệm chúng ta bình thường nó không có phát hiện cái lượng này các bạn. Cái lượng mà nhỏ hơn 150 gram trong nước tiểu 24 giờ thì cái hệ thống máy xét nghiệm người ta không có phát hiện ra. Thì coi như người ta coi như là không có. Đó. Không phải không phát hiện ra là máy dở, kỹ thuật kém, không phải ha các bạn ha. Nhưng mà ý là cái lượng này nó không có ý nghĩa, không có ý nghĩa lâm sàng. Cho nên thì đương nhiên là những cái công ty về trang thiết bị thì vì người ta cũng không có thiết kế những cái kỹ thuật để có thể định lượng, có thể đọc được cái nồng độ thấp như vậy. À, cho nên mà chúng ta bình thường chúng ta coi như là không có. Đó. Và ở một số cái trường hợp bệnh lý thì anh protein này trong nước tiểu 24 giờ này nó mới xuất hiện. Thì nó xuất hiện với cái lượng bao nhiêu thì tùy theo cái trường hợp bệnh lý của mỗi người thôi. Các bạn thấy ví dụ nè, nếu mà cái lượng protein trên 24 giờ trên nước tiểu 24 giờ này nó nhỏ hơn 1 gram, là nếu mà đơn vị của mình dùng miligam thì khoảng nhỏ hơn 1000 mg ha, thì các bạn thấy ví dụ viêm thận kẽ đó, viêm thận mãn tính, tăng huyết áp lâu ngày, có biến chứng ở thận. Và cái biến chứng thận này nó tùy theo mức độ như thế nào, tăng 1 gram thì cũng chưa có biến chứng nhiều đâu. Thận đa nang, sơ nang thận, rồi nhiễm khuẩn sốt cao vân vân, thì những cái trường hợp này là cái lượng protein 24 giờ mình thấy nó nhỏ hơn 1 gram. Các bạn thấy tiếp đây đó, khi mà nó có qua cái hội chứng thận rõ ràng rồi đó, thì các bạn thấy thì cái lượng này nó sẽ tăng dần lên. Ví dụ trong những viêm cầu thận nè, thì cái protein niệu nó khoảng từ 2 gram đến 3 gram của các bạn, gấp 2, gấp 3 lần. Đó, và trong một cái bệnh lý rất là nặng là hội chứng thận hư của thận á, thì định lượng protein máu chắc chắn sẽ giảm. Giảm hơn cái ngưỡng dưới. Bình thường người trưởng thành mình phải 60, 80 thì giờ nó giảm hơn khoảng 60. Và cô nói nha, tùy theo cái hội chứng thận hư thường giai đoạn nữa mà cái lượng protein thì nó còn giảm tương ứng nữa. Đó. Và khi đó mình định lượng cái protein niệu trên 24 giờ này, mình sẽ thấy nó tăng khoảng 3.5 gram. Như vậy thì nó mất đi ở trong máu, nó giảm ở trong máu là do nó ra nước tiểu đó các bạn. Đó. Và bệnh nhân trên lâm sàng các bạn sẽ thấy ở hội chứng thận hư là bệnh nhân phù to và nhanh. Rồi. Một cái xét nghiệm thứ tư đó là cái xét nghiệm định lượng microalbumin niệu 24 giờ. Thì ở đây albumin niệu 24 giờ là albumin niệu nước tiểu 24 giờ. Micro ở đây là một cái lượng albumin nhỏ, chứ không phải người ta đang muốn nói tới là một cái phân tử albumin nào đó là lớn hay nhỏ. Không phải là macro là lớn, là phân tử lớn, mà micro là phân tử albumin nhỏ. Không phải, mà là người ta đang muốn ám chỉ tới cái lượng các bạn, cái số lượng á, là một cái số lượng nhỏ albumin thôi ở nước tiểu 24 giờ. Khi mà nó xuất hiện với cái lượng nhỏ xíu vậy
và cái phương pháp của chúng ta đã phát hiện ra, thì đó là một cái điều rất là tốt để tiên lượng ở một cái bệnh lý thận cho bệnh nhân, tiên lượng một cái bệnh lý thận ở bệnh nhân. Đấy, cho nên ngày nay thì cái xét nghiệm microalbumin niệu này 24 giờ này được sử dụng rất là rộng rãi ha. Cô nhắc lại, định lượng microalbumin niệu có nghĩa là chúng ta đi xác định cái lượng albumin trong nước tiểu 24 giờ với một cái số lượng rất ít. Có nghĩa là chúng ta phát hiện sớm á, chứ khi mà chúng ta để nó ra cái, chúng ta để là nó ra một cái lượng nhiều rồi thì khi đó bệnh nó nhận bị nặng rồi. Là tại bình thường albumin nước tiểu có khoảng 10 đến 20 mg. Đó, và như cái protein niệu 24 giờ thôi, bình thường những cái phương pháp thông thường không có định lượng ra, không phát hiện được cái lượng nhỏ này đâu. Đó. Và nếu như chúng ta chạy xét nghiệm này mà chúng ta thấy là cái lượng albumin lớn hơn 30 mg 24 giờ, đó là đã cho thấy một cái dấu hiệu bất thường, có những cái bệnh lý rồi đó. Rồi nó tương ứng với như vậy thì nồng độ nó tăng dần lên, nếu như ở cái ngưỡng 30 đến 299, đó, nghĩa là 30 mà nhỏ hơn 300, thì chúng ta thấy đây là gọi là albumin niệu vi thể. Tại lượng nhỏ đó, lượng thấp đó. Đó, còn lượng lớn, một tiểu ra một cái lượng albumin lớn trong những cái bệnh lý ở thận rất rõ ràng thì khi đó cái lượng đó phải trên 300. Người ta gọi là macro, các bạn thấy không? Macro albumin niệu. Như vậy thì khi chúng ta sử dụng cái xét nghiệm micro albumin niệu 24 giờ này để làm gì? Các bạn thấy ha, chính vì nó phát hiện một cái lượng rất nhỏ mà phát hiện được, thì với cái phương pháp này thì chúng ta sử dụng cái xét nghiệm này để chẩn đoán sớm cái chức năng ở thận. Có những cái bệnh nhân bị bệnh tiểu đường, tăng huyết áp lâu ngày, điều đái tháo đường không kiểm soát tốt lâu ngày để biến chứng vào thận á. Và khi đó chúng ta để xét nghiệm ra cái chức năng thận là cái creatinine mà nó quá cao, quá bất thường đi thì nó muộn rồi. Đó. Còn khi mà có những trên thực hành lâm sàng, các bạn sẽ thấy rằng có những bệnh nhân đến với cô á là cái xét nghiệm creatinine họ vẫn nằm trong cái khoảng tham chiếu bình thường. Nhưng khi mà mình cho họ làm cái xét nghiệm microalbumin niệu này đã thấy bắt đầu tăng, có dấu hiệu tăng. Thì đó, nó giúp cho nhà lâm sàng chẩn đoán sớm, tiên đoán, dự đoán cái chức năng của thận. Người ta gọi là tiên lượng cái chức năng thận. Đó, và được đặc biệt là hiện nay là đang sử dụng rất nhiều trong những cái bệnh lý mạng tính như tăng huyết áp, đái tháo đường. Cái xét nghiệm này là coi như bây giờ hiện giờ là cô thấy cứ những cái bệnh nhân nào mà bên nội khoa đi vô mà có tăng huyết áp, đái tháo đường là đều được cho chỉ định cho làm cái xét nghiệm này hết. Chúng ta tiếp tục qua một cái xét nghiệm điện di protein ở trong huyết thanh. Thì hồi nãy chúng ta cũng đã biết rồi, protein toàn phần thì nó bao gồm albumin, các loại globulin đúng không ạ? Albumin, globulin và fibrinogen. Thì bây giờ người ta điện di là người ta phân tách những cái thành phần này ra để người ta xác định từng cái thành phần một và chiếm cái tỷ lệ bao nhiêu. Còn globulin thì các bạn cũng biết nó có ba loại đúng không ạ? Alpha, beta và gamma. Đó. Thì bây giờ người ta chạy cái điện di protein này để người ta xác định từng cái thành phần ở trong đó luôn để người ta chẩn đoán coi bệnh nhân đang mắc cái gì, thiếu cái gì, tăng cái gì. Thì cái nguyên tắc của cái xét nghiệm này các bạn, người ta sẽ cho vào một cái phân tử protein, nó tích điện mà ha, nó tích điện, thì người ta tạo một cái khuôn. Và trong đó là cái môi trường, trong đó là cái môi trường kiềm để người ta cho cái phân tử protein này nó di chuyển trong đó, với một cái điện trường, người ta đặt một cái điện trường ở trong đó để cho những cái phân tử anion này của protein á, đó, với được khi mà cho vào môi trường kiềm thì nó sẽ di chuyển tới cái cực dương và tùy theo những cái thành phần của phân tử protein mà những cái thành phần này nó sẽ có những cái tốc độ, từ những thành phần khác nhau nó sẽ tích điện khác nhau và nó sẽ đi theo một cái tốc độ riêng biệt của nó. Đó. Nhằm mục đích là người ta tách ra năm cái thành phần mà trong cái hồi nãy mình học đó,
albumin, alpha, beta, gamma, globin, fibrinogen, không có cô xin lỗi, không có fibrinogen, alpha, bộ albumin với albumin 1 và 2. Alpha albumin 1 và 2. Thì cũng như vậy đối với cái này là do gan tổng hợp protein và các bạn, cho nên người ta cũng sử dụng cái xét nghiệm này để đánh giá cái chức năng tổng hợp của gan. Những cái tình trạng viêm gan, người ta theo dõi đánh giá tình trạng viêm gan cấp sao, mạng tính sao, sơ gan rồi thì cái gì tăng cái gì giảm. Đây kèm một cái hình. Đó, đây là một cái hình cho các bạn thấy là một cái điện di phân tách những cái thành phần protein. Ok, sẽ trở lại em được. Đây. Đó, các bạn thấy không? Bình thường thì người ta vẽ cho mình cái sơ đồ đó từ khoảng từ 60 hoặc là đó có tài liệu thì là 65 đến 80 cái protein toàn phần thì người ta được tính là 100%. À, như vậy thì bình thường đây cái hình này là cái hình mà một cái tỷ lệ các thành phần trong cái protein toàn phần trong sinh lý bình thường nha các bạn. Thì albumin chiếm khoảng 60%, đây cái đỉnh nó cao lên như vậy. Tiếp theo là cái globulin, thì alpha globulin thì có hai loại, alpha 1 globulin, alpha 2 globulin, rồi beta và gamma. Thì đây người ta chạy cái xét nghiệm điện di là để người ta tách năm cái thành phần này ra đó, alpha 1, alpha 2, beta và gamma. Thì tương ứng như vậy thì các bạn thấy nè, cái số, cái con số này là cho đấy tỷ lệ alpha 1 là 4, alpha 2 là 8, beta 12 và gamma là 16. Đây là cái sinh lý bình thường ha. Như vậy khi có bất thường, khi có bệnh lý bất thường thì cái những cái tỷ lệ trong những cái thành phần này nó sẽ thay đổi. Đó. Nó sẽ thay đổi. À, đây là cái hình ảnh thật đó các bạn, cái hình kia là cái vẽ cái sơ đồ chung là cái tỷ lệ thôi. À, đây là một cái bệ hình ảnh điện di cái protein trong một cái agarose, một cái gel thạch. Đó, trong đây là một cái môi trường kiềm, những cái phân tử protein thì nó tích điện, hình nó là những cái anion, nó tích điện và nó được đặt trong một cái bảng gel thạch để điện di. Nó tùy theo cái thành phần của protein trong này mà những cái phần tử trong này nó sẽ chạy, nó sẽ di chuyển với cái tốc độ khác nhau. Đó thì các bạn thấy đây là cái hình ảnh thật đó ha. Đó, đây người ta chia ra được 6 thành phần luôn hả? À, ở đây người ta chia ra được cả beta 1, beta 2 nữa ha. Đây, chia ra được 6 thành phần. Đây, albumin tương ứng nè, tới gamma alpha 1, alpha 2, beta globulin và gamma globulin. Rồi, thì đối với cái xét nghiệm điện di protein thì nó sẽ thay đổi trong một vài cái bệnh lý như các bạn quan sát ở trên slide các bạn thấy đó. Thứ nhất là một cái mẫu bình thường. Đó, một cái mẫu bình thường. Các bạn thấy globulin ha, albumin là cái đỉnh nó cao lên nó khoảng 60%. Sau đó là tới alpha 1, alpha 2, beta và gamma. Thì gamma globulin này nó bao gồm những cái thành phần, những cái kháng thể miễn dịch như vậy các bạn ha. IgE, IgD, IgG, IgM, IgG. Rồi. À, tiếp tục các bạn nhìn xuống cái hình dưới thì cho chúng ta thấy là một cái đáp ứng với một cái tình trạng viêm cấp. Đó thì anh nào tăng, anh nào giảm á, người ta vẽ cái mũi tên trên đây là albumin giảm này. Đó. Tương tự như vậy cái alpha globulin và alpha 2 nó sẽ tăng. Đó. Những cái anh này thì bình thường, người ta không nhắc tới. Rồi. À, đáp ứng miễn dịch muộn, ở giai đoạn muộn hơn. À, vậy có nghĩa là giai đoạn trễ hơn một chút thì chúng ta thấy albumin nó cũng còn giảm, nó vẫn còn giảm. Alpha 2 globulin nó vẫn còn tăng. Và đặc biệt trong cái giai đoạn này, trong cái đáp ứng viêm muộn này, mạng tính này, thì mình thấy là cái phần gamma globulin khi đó nó cũng đã bắt đầu tăng. Rồi. Tiếp tục ha. Các bạn thấy trong bệnh lý sơ gan đi,
Đây là một cái hình rất là điển hình trong cái bệnh lý xơ gan. Thì các bạn thấy là nó, khi mà chúng ta tẩy điện di ra, rõ ràng cái beta và cái gamma lúc này các bạn thấy nó không còn tách ra được nữa, đúng không ạ? Đây các bạn quan sát, các bạn thấy một cái biểu đồ bình thường ở bên tay trái của mình ấy, thì rõ ràng là nó tách ra là 5 cái thành phần, là trong đó alpha 1, alpha 2, beta, gamma là tách ra riêng biệt, rõ ràng là 4 thành phần. Albumin thì cô không nói rồi đó. Nhưng mà ở đây các bạn thấy rõ ràng trong một cái bệnh lý xơ gan thì cái alpha, cái beta và cái gamma nó dính liền thành một block, người ta gọi là thành một block. Đấy, nó không tách ra được, hai cái nó cùng tăng luôn. Thì đây là một cái hình ảnh trong cái điện di protein điển hình của bệnh lý xơ gan. Và tiếp tục như vậy ha, thì mình tự coi tiếp thôi. Những cái bệnh về kháng thể đơn dòng này kia thì cái liên quan tới những cái bệnh lý về kháng thể tự miễn, thì các bạn thấy là rõ ràng cái thành phần gamma globulin nó sẽ tăng cao, ai cũng biết, vì chúng ta đã biết là gamma globulin là sản xuất là những cái kháng thể của cơ thể mình mà ha. Rồi. Ure. Quen chưa? Nãy giờ chúng ta cũng biết rồi ha. Ure là sản phẩm được tạo thành từ NH4 mà chủ yếu là do gan tổng hợp thành, đúng không ạ? Cái nồng độ ure để đã đào thải ra ngoài đó, vì ure là nó không có độc đó. Thì cái nồng độ ure máu này, ngoài cái chuyện mà nó phụ thuộc vào gan đó, và chức năng gan, gan có tổng hợp được nó hay không, thì nó còn phụ thuộc vào cái chức năng thận, thận đào thải ure mà. Cho nên là coi là nó phản ánh luôn được là chức năng thận còn bình thường hay không đó. Rồi, tại sao mà nó lại phụ thuộc vào khẩu phần ăn? Thì các bạn cũng biết mà, nó là một cái sản phẩm thoái hóa từ protein. Đấy, cho nên khi chúng ta ăn quá nhiều đạm thì cái ure này chúng ta cũng thấy nó tăng. Và ngược lại, một cái chế độ khẩu phần thiếu đạm, những người ăn chay chẳng hạn vậy, thì mình thấy cái nồng độ ure này nó tương đối là nó thấp. Rồi, phụ thuộc vào quá trình dị hóa protein nội sinh. Đó, cái quá trình này càng tăng thì protein này càng tăng, ure này càng giảm, xin lỗi. Rồi, như vậy thì để mà tổng hợp, để mà đánh giá, dùng cái xét nghiệm ure huyết thanh này thì đánh còn để đánh giá gì nữa? Đánh giá chức năng gan, mà cụ thể là các bạn thấy nè ha. Nếu như chức năng gan bị rối loạn thì không tổng hợp được ure, nhưng đồng thời chúng ta nên xét nghiệm cùng lúc với NH3 xem nó có tăng hay giảm. Đó. Giảm ure mà tích tụ NH3 thì rất là nguy kịch cho bệnh nhân, mình ta sẽ dẫn đến một cái bệnh não, hôn mê não do tăng NH3. Đó. Rồi, phần lớn ure được lọc qua thận và tái hấp thu ở ống thận, cho nên là nếu như mà cái ở thận có vấn đề thì cái quá trình tái hấp thu này nó cũng giảm đi cái ví dụ như cái lưu lượng, thì đương nhiên cái quá trình tái hấp thu nó sẽ phụ thuộc vào cái lưu lượng nước tiểu đến đó, và nó sẽ tăng lên khi mà cái lưu lượng nước tiểu giảm, thì như vậy ure nó mới phản ánh được cái chức năng thận là khi nó tăng ở trong máu, chứng tỏ là cầu thận của chúng ta cũng đang có bệnh lý, đang có vấn đề. Mà các bạn thấy không, nó tăng cao tới một cái mức độ nào đó thì nó cũng gây độc, chứ không phải hơi gây độc, tại vì nó là một cái dạng có NH3 mà, cho nên nó càng cao thì ứ lại trong máu mình thì nó cũng gây độc, chứ không phải là tốt gì đâu các bạn ha. Người ta sử dụng cái xét nghiệm ure trong huyết thanh này để làm gì? Đó, để chẩn đoán phân biệt cái tình trạng suy thận, suy thận trước thận hay là suy thận tại thận hay là suy thận sau thận. Đánh giá tình trạng cung cấp protein, xem cơ thể chúng ta nạp cái lượng protein
ngoài vào có đủ hay không, thì người ta cũng dùng cái xét nghiệm của đoàn huyết thanh này. Thì các bạn quan sát các bạn sẽ thấy ở cái người ăn chay á, nó rõ ràng nhất á, là người ăn chay thì cái lượng protein trong huyết thanh này nó sẽ giảm, nó sẽ giảm. Các bạn người kiêng khem thịt cá này nọ đó, đó. Và ngược lại ha, nếu chúng ta những cái tuổi về thanh thiếu niên, các bạn thấy những cái như cái tuổi của các bạn á, thì khi mà chúng ta ăn một cái chế độ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, hoặc là có thể chúng ta cũng ăn nhiều đạm hơn một chút, thì ure này lúc nào nó cũng khoảng đó, nó ở khoảng 7 chấm mấy, 8.1, 7.9 gì đó. Giá trị tham chiếu các bạn thấy bình thường khoảng 1.7 tới 8.3. Thì đối với những cái người mà suy dinh dưỡng á, nó không có ra khỏi cái giới hạn tham chiếu, nhưng mà nó ở khoảng 2.2. À, những cái người ăn chay á, thì cô thấy rằng khi mà cô mới xét nghiệm ra thì họ nằm ở trong khoảng 2.1, 1.8, 1.9 rồi này kia, thì là suy dinh dưỡng rồi. Còn mình ở 2.2, 2.3 hơn không? Còn đó những cái bạn thanh thiếu niên mà ăn đồ đầy đủ chất á, thì nó khoảng là tầm 7.8, 7.9, 6 chấm mấy cũng có. Người trung bình cái chế độ ăn uống bình thường, mọi thứ sinh lý bình thường, thì sự xét nghiệm ra thường thường nó khoảng là 5.4.8, 5 chấm mấy đó chẳng hạn. Rồi, do là các bạn thấy là người ta quan sát thấy người nữ sẽ có cái nồng độ ure thấp hơn nam giới khoảng 25%, thì cho nên khi mà xét cái giá trị tham chiếu á, thì người ta cũng xét cho nam và nữ, nhưng mà cái này nó cũng không có quá đặc quan trọng trên lâm sàng, cho nên thường được cô thấy người ta cũng để vậy thôi, chứ cũng không có chia ra cái giá trị nam nữ đâu. Nhưng mà khi chúng ta làm xét nghiệm thì chúng ta thấy rõ được chuyện đó. Với người nữ thì xét nghiệm ra thì rõ ràng cái thông số, cái chỉ số của nó giảm hơn nam khoảng 25% cùng độ tuổi. Hai các bạn nam nữ, các em ngồi trong lớp mình, nam xét nghiệm ra lúc nào thì thường thường khuynh hướng ure nó cũng cao hơn. Đây là đang nói những cái bạn sinh lý bình thường ha, không nói những bạn bị bệnh lý hay những bạn suy dinh dưỡng rồi mình không nói đó. Nên nữ lúc nào nó cũng thấp hơn vậy. Rồi, tăng giảm khi nào, giá trị bệnh lý khi nào? Đây, ure tăng trong những chế độ ăn giàu protein, này tăng dị hóa protein, xuất huyết tiêu hóa, nhiễm trùng. Ure giảm trong những cái bệnh lý về suy gan, giảm hấp thu, vân vân, có thai thì giảm sinh lý một chút. Thì trong những cái trường hợp như vậy thì các bạn ghi nhận thấy cái chỉ số ure nó sẽ thay đổi như vậy. Rồi, bây giờ tới một cái xét nghiệm quan trọng mà các bạn hay làm ở trên lâm sàng, trên thực hành lâm sàng, mà cái xét nghiệm về arginine trong huyết thanh, thì các bạn thấy là thường người ta sẽ đánh giá cái chức năng thận á, người ta sử dụng cái xét nghiệm về arginine này rất là nhiều. Thì đối với cái arginine trong máu của chúng ta đó, nó có hai cái nguồn gốc các bạn, nó có hai nguồn gốc. Thứ nhất là nếu là nguồn gốc ngoại sinh thì là do thức ăn bên ngoài chúng ta đưa vào. Thì ngày hôm nay chúng ta học bài protein mà. Đó, chúng ta ăn một thức ăn gọi là nhóm chất protein vào nhiều thì nó có ảnh hưởng tới cái xét nghiệm creatinine này nha. Creatinine là một trong những chất là sản phẩm thoái hóa từ protein á. Rồi, nội sinh là cái creatinine nội sinh đó là do sự thủy phân của creatin ở cơ, mà cụ thể là cơ vân. Đó. Từ đây nó mới tạo, từ creatin nó mới tạo thành creatinine, và do là creatinine này nó được thải trừ qua thận. Thế cho nên người ta mới sử dụng cái xét nghiệm creatinine này để đánh giá một cái tình trạng quả thận của mình. Và các bạn thấy rằng do creatinine được lọc qua cầu thận thôi, nhưng không được tái hấp thu ở thận, cho nên là người ta sử dụng nó hơn, nhiều hơn là ure. Ure còn được tái hấp thu trở lại ha. Cho nên là với cái trường hợp mà dùng để đánh giá chức năng thận thì tốt nhất người ta đang sử dụng là ta sử dụng cái xét nghiệm creatinine, do những cái yếu tố mà các bạn thấy trên slide đó. Đó,
không bị ảnh hưởng bởi chế độ ăn, lượng nước tiểu bài xuất đó, cho nên là nó phản ánh rất là tốt cái chức năng của thận. Thật ra creatinin đó là một cái chất chuyển hóa nitơ mà các bạn, đó, nó là cái sự thoái dán từ cái creatinin ở cơ nha. Mà sau bản chất sâu đúng hơn nữa là các bạn phải hiểu đó là một cái chất chuyển hóa nitơ, nó là một cái sản phẩm từ cái sự chuyển hóa nitơ mà thành, mà nó qua một cái bước trung gian đó là từ cái sự thoái dán creatin của cơ đó mới tạo thành creatinin. Rồi, như vậy thì mục đích sử dụng creatinin, người ta có hỏi mình cái những cái câu trắc nghiệm là mục đích sử dụng cái xét nghiệm creatinin này, thì các bạn cũng phải biết đó là dùng để chẩn đoán và đánh giá cái mức độ suy thận ha, mức độ suy thận hay là đánh giá cái chức năng lọc của cầu thận. À, người ta có một cái xét nghiệm định lượng creatinin trong máu nữa ha các bạn, có cái xét nghiệm đó. Thì tại vì do là cái thường thường creatinin trong nước tiểu chứ, thường thường thì các bạn sẽ thay thấy sử dụng creatinin trong huyết thanh nhiều hơn, là nó dễ làm dễ thực hiện. À, với một cái bệnh nhân mà bác sĩ vô với mình á, bác sĩ người ta hay cho chỉ định làm ở trong máu nhiều thì đó là làm thường thường các bạn sẽ bắt gặp cái creatinin trong huyết thanh. À, còn trong nước tiểu thì chỉ có một số cái bệnh lý về thận thôi. Ở những cái bệnh viện mà chuyên về thận niệu thì người ta hay làm cái creatinin niệu, còn bình thường thì cũng ít. Mà chủ yếu là người ta làm cái microalbumin niệu hồi nãy như cô nói đó. Đó thì cái đó là cũng để sàng lọc những cái sớm tiên lượng những cái bệnh lý là mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, để mà để dùng để đánh giá chức năng thận đó nha. Đó, thì người ta cái xét nghiệm hay hơn nữa là cái microalbumin niệu và cái creatinin huyết thanh này. Đó, và hiện nay thì nó có thêm cái xét nghiệm là độ lọc cầu thận nữa, GFA, đó, để nó phối hợp với nhau. Chứ còn cái creatinin niệu thì không phải chỗ nào cũng làm được, vì cái hóa chất nó sẽ khác, trong máu khác mà trong niệu nó sẽ khác, cách làm nó cũng khác. Thì để mà chẩn đoán và đánh giá cái mức độ suy thận á, thì người ta kết hợp, đôi khi các bạn sẽ thấy người ta kết hợp cái creatinin máu này và cái định lượng nồng độ creatinin niệu tính toán cùng với nó, nhưng mà cái cuối cùng là để người ta tính toán ra cái creatinin clearance đó, nếu như cái nơi nào mà người ta muốn đánh giá cái độ thanh thải của thận đối với creatinin thì người ta sẽ cho các bạn làm cái creatinin máu này với lại một cái creatinin niệu 24 giờ để tính toán ra cái creatinin clearance ha, cũng nhắc lại là tính ra cái độ thanh thải của creatinin ở thận. Chứ còn bình thường á, để mà đơn giản ngắn gọn cho bệnh nhân tiện lợi thì người ta sẽ làm creatinin huyết thanh rồi cái microalbumin niệu đó. Và hiện nay cái creatinin nước tiểu 24 giờ như hồi nãy cô mới vừa nói đó, thì cái đó nó khó khăn trong cái việc lấy mẫu, cho nên người ta sẽ có những cái công thức để người ta ước tính ra cái độ lọc cầu thận mà người ta không phải sử dụng tới cái creatinin niệu 24 giờ. Vì khi bệnh nhân đến với mình là bệnh nhân đến buổi sáng nay làm gì lấy được nước tiểu bất chợt, hay các bạn không lấy được nước tiểu 24 giờ, nên là người ta cho phép mình thay thế cái xét nghiệm creatinin niệu ở một cái mẫu nước tiểu bất chợt, và người ta có những cái công thức ước tính. Thì cái này nó sâu về bên xét nghiệm thì cô không nói ở đây, nhưng mà các bạn hiểu như vậy là được. Thì có cái giá trị tham khảo do là nó phụ thuộc vào cái khối lượng cơ đó. Hồi nãy là các bạn cũng thấy đó, là nó đi ra từ cái sự thoái dán của creatinin, creatin mà nó có nhiều ở cơ vân, cho nên rằng cái vấn đề cái khối cơ thì nó sẽ khác nhau ở trẻ em, ở nữ, ở nam và ở nữ đó, cho nên là người ta sẽ phân biệt, người ta sẽ chia cái giá trị tham chiếu ra làm ba cái thành đối tượng, đó là trẻ em, ở nam, nữ, và thậm chí có một số nơi thì người ta sẽ chia theo cái độ tuổi các bạn. Nếu người lớn tuổi thì tại vì người lớn tuổi thì cái creatinin này nó cũng bị tăng một tí xíu, tăng sinh lý của người già đó, của đối tượng người già, là do cái sự những cái sự chuyển hóa ở người già thì nó sẽ trì trệ rồi, nó sẽ khác so với ở thanh thiếu niên. Thế cho nên là có một số cái cơ sở y tế mà họ sẽ chia cái giá trị tham chiếu này cho cái độ tuổi, theo cái độ tuổi nữa.
Rồi, thì giá trị tham chiếu thì tôi các bạn đọc để các bạn nắm như vậy, các bạn thấy rõ ràng là nó có một cái sự khác biệt giữa nam và nữ, các bạn thấy không? Nam nữ, trẻ em với người nữ thì thanh trẻ em đây là cũng phải 15, 10, dưới 16 tuổi chẳng hạn, thì cái mức cái giới hạn trên của nó giống giống như người nữ, nhưng mà cái giới hạn dưới của nó thấp hơn. Rồi còn có một cái sự rõ ràng khác biệt giữa nam và nữ, các bạn thấy ha. Giá trị bệnh lý của creatinin thì các bạn thấy nó tăng rõ rệt, nó tăng có ý nghĩa trong một số cái bệnh lý về thận là rất rõ. Suy thận, rồi suy tim, suy thận trước thận thì các bạn có là trước thận có nghĩa là nguyên nhân không phải tại thận. Đó thì người ta có những cái trường hợp như suy tim, mất nước thì người ta quan sát người ta cũng thấy cái lượng creatinin huyết thanh này tăng cao. Mất nước dẫn đến cái lưu lượng tuần hoàn kém đó các bạn. Đó. Thì nồng độ creatinin này nó cũng bị tăng. Bệnh nhân dùng thuốc lợi tiểu đó các bạn. Đó, nếu mà bệnh nhân dùng thuốc lợi tiểu có nghĩa là không phải do cái thận người ta có vấn đề mà là do người ta dùng thuốc lợi tiểu trong một số trường hợp bệnh lý. Đó. Thì người ta có sử dụng và mình quan sát, mình xử ra mình thấy cái nồng độ creatinin này nó sẽ tăng cao. Rồi, một cái suy thận trước thận nó bao gồm ví dụ như cái hẹp động mạch thận. Nó cũng được xếp vào cái nguồn gốc trước thận, suy thận mà nguồn gốc trước thận đó. Thì khi đó chúng ta cũng thấy là creatinin nó cao. Suy thận có nguồn gốc tại thận thì các bạn rõ rồi ha, ví dụ như tổn thương cầu thận do tăng huyết áp lâu ngày, đái tháo đường mạn tính đó, thì những cái bệnh lý về mạn tính như vậy nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quả thận của mình, nó gây tổn thương ngay cầu thận, nó cũng làm cho cái creatinin được tăng cao. Rồi, trong một số cái bệnh lý viêm cầu thận do tác nhân vi khuẩn gì đó, vân vân. Viêm cầu thận cấp, viêm cầu thận mãn, có hệ thống bị bệnh lý tự miễn, dù như lupus, ban đỏ, nó đánh trực tiếp vào quả thận của mình đi. Thì như vậy thì mình quan sát và mình thấy ở bệnh nhân này thì cái nồng độ creatinin máu cũng tăng. Rồi. Có một số cái bệnh lý ví dụ như tổn thương ngay tại ống thận, đó là ngay cầu thận ha, còn có tổn thương ống thận, ví dụ các bạn thấy là sỏi thận chẳng hạn. Đó, nó sỏi thận nó chận ở một số ở ống thận đó, thì cũng sẽ làm cho cái nồng độ creatinin máu này nó tăng lên. Đó, viêm thận, viêm những cái thận do hoại tử do đái tháo đường lâu ngày. Đó, cái này là cái tổn thương ngay tại những cái ống thận thì nó cũng làm cho cái nồng độ creatinin máu này tăng cao. Có một số tác nguyên nhân do thuốc đó, các bạn uống thuốc bị uống thuốc thì do độc chất của thuốc, giống như một số cái thuốc kháng sinh nè, nifampicin, amphotericin, còn nhớ cái đó là cái thuốc điều trị lao hả ta, nifampicin này kia vân vân, nó có một số cái thuốc kháng sinh thì nó cũng sẽ là gây độc cho thận. Thì khi đó mình thử thủy ngân các bạn. Thủy ngân nó cũng vậy, nó cũng là những cái chất gây độc cho thận. Thì khi đó mình đánh giá bằng cái xét nghiệm creatinin máu này mình cũng thấy nó cao. Rồi. Nguyên nhân sâu thận, ví dụ các bạn thấy là không phải tổn thương ngay tại thận mà có thể là do sỏi, là có thể do u bàng quang. Sỏi thận có thể là u, những khối u bàng quang. Đó. Rồi. Nó cũng sẽ làm gia tăng cái thông số này, cái chỉ số creatinin huyết thanh này. Còn trên thực hành lâm sàng thì cô thấy là cái sự giảm cái nồng độ creatinin máu này cũng không có được ghi nhận nhiều. Ví dụ như mình chạy ra mà nó giảm quá thì chỉ sau một số cái trường hợp đặc biệt thôi các bạn. Ví dụ như bệnh nhân bị teo cơ. Đó, bệnh nhân bị teo cơ. Đó, bệnh nhân có thai thì nó cũng giảm ít. Đó. Và trên lâm sàng thì nó cũng không có ý nghĩa trong giảm, cho nên là các bạn sẽ thấy những cái cơ sở y tế, những cái phòng xét nghiệm người ta sẽ trả cái xét nghiệm creatinin máu này á, người ta có cái ren
đó, có cái đen là trên dưới, nhưng mà thường cái giá trị trên nó sẽ được quan tâm nhiều hơn ha. Còn giá trị giảm thì với cô thực hành lâm sàng 20 năm, hai mấy năm thì cô thấy cái giá trị giảm thì nó cũng ít thôi, ít gặp thôi, đó, trong một số trường hợp cô kể trong slide thôi đó, thì mình biết rồi. Rồi, suy dinh dưỡng nặng, đương nhiên rồi, nó là một cái sản phẩm mà nó được chuyển hóa đi là từ chuyển hóa đi tơ, cho nên mình thấy là khi suy dinh dưỡng thì nó cũng sẽ giảm cái này một chút. Rồi, cái xét nghiệm định hoạt độ AST và ALT trong huyết thanh thì hai cái này các bạn còn nhớ không ạ? Hồi nãy chúng ta đã học. Nó là một cái acid đam, trong cái giai đoạn hai cái enzyme tham gia vào cái quá trình chuyển cái amino acid, acid alpha trong cái giai đoạn đầu á, thì nó có nhiều ở những cái cơ, những cái mô cơ quan như là tim, gan, thận, thì chính vì vậy nó chuyển một nhóm cái amino, nó là một cái enzyme chuyển nhóm amino. Và đây là phản ứng hai chiều ha, các bạn nhớ đây là cái phản ứng thuận nghịch hai chiều, và lợi dụng cái tính chất mà nó có nhiều ở trong những cái mô tim, gan, thận, mà các bạn thấy không, AST thì nó có nhiều ở trong tim nè, nó mới tới gan, tới thận, và tiếp theo là ALT thì tìm thấy nhiều ở gan hơn, rồi sau đó mới tới thận và một ít ở tim. Có nghĩa là hai cái anh này nó đều là có cái chức năng là nó tham gia chuyển nhóm amin, nhưng một cái thì AST thì có nhiều ở trong tim đó, xong rồi tới giảm dần ở gan, ở thận, còn anh ALT thì ngược lại, nó có nhiều ở gan nhất, rồi tới thận, rồi tới tim. Thì lợi dụng những cái tính chất này của nó để người ta đi làm xét nghiệm, hồi nãy mình cũng nói rồi đó, là nó sẽ đo cái hoạt độ, cái nồng độ anh này ở trong máu. Nếu như ví dụ như ALT cao, rõ ràng người ta quan sát là thấy là ở gan nó đang có một cái sự hủy hoại tế bào gì đó, đó nó mới phóng thích ra nhiều cái ALT như vậy. Song song như vậy thì cũng tương tự với AST thôi. Ví dụ như người ta thấy trong những cái bệnh lý liên quan tới tim, thì người ta ví dụ như nhồi máu cơ tim cấp đó các bạn, thì AST người ta thấy nó cũng cao, vì khi mà cái cơ tim nó bị hoại tử, nó là phóng thích ra cái AST này. Thì mục đích sử dụng của cái xét nghiệm AST, ALT và hai cái anh này là đi chung thôi các bạn, vì nó là những cái enzyme thuộc họ aminotransferase, cho nên khi người ta xét nghiệm, thường là các bạn sẽ thấy nó đi chung một cặp như vậy. Để đánh giá sự hủy hoại của tế bào gan. Đó. Trong những cái bệnh lý đang theo dõi điều trị bệnh lý ở gan thì người ta cũng dùng cái xét nghiệm này để người ta theo dõi cái tiên lượng. Và tùy theo từng cái trường hợp bệnh lý mà người ta ghi nhận thấy cái AST và ALT này sẽ có những cái mức tăng khác nhau. Các bạn thấy nó sẽ tùy theo cái mức độ nặng nhẹ đó. Ví dụ như là, tại vì nhắc lại là cái AST và ALT này nó càng cao thì cho thấy cái mức độ hủy hoại tế bào càng nhiều. Đấy, cho nên là nó sẽ tăng tùy theo cái mức độ hủy hoại của tế bào. Rồi, như vậy thì chúng ta chỉ là do là cô như cô nói đó, chúng ta không học sâu quá nhiều về xét nghiệm, cho nên chúng ta chỉ nắm lại cái phần mục đích của xét nghiệm đó và tăng giảm những cái xét nghiệm mà nãy giờ chúng ta chia sẻ với các bạn á. Các bạn phải hiểu là nó được tăng giảm trong những cái trường hợp nào và những cái trường hợp nào, thì thật sự nếu các bạn đọc trong những cái tài liệu chuyên về xét nghiệm á, hoặc là chuyên những cái bệnh học, bệnh lý nội khoa này kia, thì các bạn thấy là rất rất là nhiều. Nó không phải là nó chỉ có vài cái trường hợp mà cô kể trong slide đâu, vì đây là cô đã tóm gọn lại cho các bạn những cái quan trọng, cái cơ bản các bạn phải nắm. Đấy, cho nên là mình thi thì mình cũng học slide trước ha, rồi mở rộng ra các bạn học thêm trong những cái cuốn chuyên về bệnh học nội khoa, ví dụ vậy, hoặc là các xét nghiệm trong thực hành lâm sàng, hoặc là các cái, có những cái tài liệu như là cái tài liệu số 1 á, là các xét nghiệm liên quan tới cái quá trình thoái hóa trực tiếp, ví dụ vậy, thì các bạn mở rộng ra, các bạn đọc thêm nữa thì mình làm bài chắc chắn nó sẽ tốt hơn. Còn lại thì thôi, bài như vậy thôi là nó đã ngắn gọn cho các bạn rồi. Bây giờ các bạn có câu hỏi nào không? Chúng ta có hai phần đó.
cái phần sau này nó có vẻ nó nhẹ nhàng hơn đúng không ạ? Chỉ cần học nắm vậy thôi. Dạ cô ơi, tuần sau tụi em kiểm tra là tụi em kiểm tra trắc nghiệm đúng không cô? À, tuần sau là cái bài của thầy Huy, thầy Thịnh chứ? Dạ, thầy Thịnh. Thầy Huy chứ. Bác sĩ Huy, bác sĩ Thịnh chứ? Dạ, thầy Phú Hoài. À, thì thầy Phú Hoài thì có cái bài kiểm tra. Thì thầy Phú Hoài thường sẽ cho những cái tình huống lâm sàng á các bạn. À, bài của cô với bài thầy Hoài thì thường sẽ cho những cái tình huống lâm sàng. Thì nó cũng xung quanh những cái vấn đề dễ thôi. Ví dụ như một bệnh nhân tới xét nghiệm thì chúng ta thấy cái chỉ số creatinine trong máu nó tăng cao như vậy như vậy. Thì cái hướng nghĩ của các em là cái gì, và quan sát cái bệnh nhân bị phù hay không phù để cái vậy. Rồi cần thêm những cái xét nghiệm gì để làm rõ cái chuyện này hay không. Thì đó là cái phần số 2. À, cái bài tập của cô đó là nó sẽ liên quan tới cái tình huống lâm sàng, thì nó sẽ nằm ở phần số 2 của ngày hôm nay, của cái nội dung ngày hôm nay. Đó. Thì đó, như cô nói đó, đây là những cái gạch đầu dòng thôi. Với cái xét nghiệm này thì mục đích sử dụng để làm gì, chẩn đoán cái gì và tăng giảm trong trường hợp nào. Nhưng mà các bạn về các bạn phải coi lại. Và các bạn có thể dùng cái công cụ là Google Scholar, hay là các bạn dùng những cái trang MSD ha, trang MSD đó, các bạn lên cái đó, nó có phiên bản dành cho chuyên gia nhân viên y tế của mình á, thì cô chỉ cho các bạn cái cách học, thì có tiếng Anh, có tiếng Việt, có các bạn chuyển đổi qua cái phiên bản tiếng Việt cũng được nữa. Đó là của trang chính thống của Mỹ và Canada, họ kết hợp gì đó, free, miễn phí. Đó, cho những cái chuyên gia về y tế đó, họ có cần thêm là rất hay các bạn, gọn gàng dễ hiểu. Ví dụ như các bạn nói là cơ chế của phù, cái tại sao bị phù đó, khi đó người ta, hoặc là bệnh lý hội chứng thận hư là gì, ví dụ vậy, thì các bạn gõ những cái keyword như vậy đó, trong đó tha hồ mà các bạn đọc thông tin trong đó. À, thì các bạn có thể lên, cô nhắc lại cái trang MSD hoặc là Google Scholar, các bạn tìm thêm những thông tin trên đó để chúng ta làm cái bài tập về tình huống lâm sàng. Rồi, còn cái phần của thầy Thịnh, theo cô biết là sẽ có những cái câu hỏi ngắn hay là câu hỏi trắc nghiệm gì đó để lấy điểm đó mà. Thì cô Mai Thảo ấy, cô Mai Thảo sẽ là giảng viên phụ trách cái học phần hóa sinh y học cho cái đối tượng cử nhân điều dưỡng và cử nhân kỹ thuật y học ở khoa của mình á. Cho nên nếu như mà mọi cái thắc mắc gì về bài tập hay là về cái cách làm bài như thế nào, đập bài thao, thì các bạn có thể liên hệ với cô Mai Thảo ha. Biết cô Mai Thảo không ạ? À? Học rồi, quên. Các bạn học rồi ha. Được không ạ? Dạ được. Rồi, thì cái thông tin của cô là nó ở cái slide đầu á. Nếu như các bạn nào có thắc mắc cái gì sau cái buổi học ngày hôm nay thì cũng có thể gửi email cho cô. Hình như là những cái năm ngoái á, thì học online á các bạn, mà dịch bệnh á, cho nên là có một cái buổi ôn tập trước ngày thi. Cô nhớ vậy vì cô có tham gia vào cái buổi ôn tập cho các bạn á, để giải đáp tất cả những cái thắc mắc của các bạn trong cái phần bài tập nè. Thì kia thì cô không biết là năm nay cô Mai Thảo thiết kế như thế nào nữa, tại vì cô thì chỉ là giảng viên dạy một bài này thôi, còn cái chính là cô Mai Thảo thiết kế cái chương trình học cho các bạn đó. Thì nếu mà có những cái buổi ôn tập đó thì các bạn có thể tham gia và đặt.
Các bạn có nghe cô nói không? Dạ nghe cô. Alo ạ. Dạ nghe cô ơi. Alo. Dạ nghe. Cô nghe em nói không ạ? Ờ, biết sao mà cái máy của cô nó thoát ra mất rồi. Bây giờ cô đang vô bằng cái điện thoại di động mà. Rồi rồi cô nghe rồi, để cô xíu. À cô nghe nè. Trời ơi. À bây giờ cái máy của cô sao tự nhiên nó bị ao ra rồi, không biết cái máy tính á. Giờ các bạn có nghe cô nói không? Để nghe cô. À thôi lớp mình hết giờ, học bài nội dung tới đây là hết rồi đó. Cái máy của nó bị sao đi không biết. Nó thoát ra luôn rồi. À, như vậy thì câu hỏi thì các bạn có thể tập trung lại hỏi qua email của cô ha, qua cái địa chỉ email bài giảng thì cô sẽ gửi cho cô Mai Thảo, gửi cho lớp mình nha. Ừ, máy tính nó có lỗi rồi. Dạ là em gửi mail cho cô xin bài giảng hay là cô Mai Thảo gửi lại cho em? Bây giờ nếu muốn ấy thì cô đưa luôn cũng được. Em cho cô cái địa chỉ email đi. Có biết cái thông tin của cô chưa? Hồi dạ nãy cái lifestyle. Gửi email cho cô đi rồi cô sẽ forward lại cái bài giảng của cô nha. Dạ rồi, dạ rồi. Để đưa luôn cho tụi em cũng được. Rồi rồi, thôi chào cả lớp nha. Cô đang gọi bằng di động luôn á. Dạ chào cô. Chào cả lớp nha.